chào chào cô Nguyệt. Dạ chào ông. À, xin lỗi cô chờ ai vậy cô Nguyệt? Tôi chờ ai mà hỏi làm chi vậy? Tại tôi muốn biết người cô chờ là ai tôi mới hỏi chứ. Người đó là ai? Tôi tưởng ông khỏi phải nhọc lòng biết đến. Đây là chuyện riêng của tôi, đâu có quan hệ gì tới ông. Đối với cô là không quan hệ, nhưng đối với tôi là vô cùng quan hệ. Thì vậy tôi mới hỏi chứ. Đó là tại ông nghĩ. Nhưng thôi, tôi mời ông lúc khác ra nói chuyện, bây giờ tôi không rảnh. Không rảnh nói chuyện với tôi mà rảnh tiếp chuyện người khác phải không? Phải, tôi tiếp chuyện với ông Minh đó. Ông Minh, thầy Minh, anh Minh gì kể con, bắt gì cô phải khai ra. Tôi đến đây là hỏi cô một chuyện. Ông hỏi tôi chuyện gì? Tôi hỏi cô nè, tôi hỏi cô. Tại làm sao? Đã mới quen nhà tôi đưa lễ vật, cậy nhờ người mối mai đến hỏi cưới cô. Vậy mà song thân của cô đều không chấp thuận, nói rằng là chuyện lương duyên không thể xếp đặt mà nên. Còn cô, tôi hỏi cô vì lẽ gì mà cô cũng không ưng? Có phải là tôi chưa thật giàu, chưa thật xứng đáng với tài ăn học của cô không? Tôi phải đâu là kẻ ham tiền bạc, để cho ai thật giàu thật sang đem lè tôi cũng được sao? Con người đáng trọng hay khinh, ở tư cách là hơn. Chớ nào phải cậy thế thần mà mua được tấm lòng yêu. Cô nói sao mà cô không hổ thành. Tôi tưởng đâu là cô đem treo giá ngọc về đâu. Hôm nay cô cũng đi hò hẹn cùng trai. Nè, ông không được phép mỉa mai, vì ông không có quyền can dự. Thì tưởng ông cũng nên biết điều lịch sự. Tôi mời em đi chỗ khác chơi, đừng làm nhọc lòng tôi. Nè, cô mời hay là đuổi vậy? Ông hiểu cách nào cũng được. Nó chơi với cô vậy thôi, chứ bây giờ mà bắt tôi ở lại đây ăn vàng tôi cũng không thèm nữa. Chào cô, chạm mặt cô một lần để mai mốt cô đừng có dên giáo với thiên hạ. Nè, ông không được vô lễ nha. Tôi nào có vô lễ gì với cô đâu. Tôi tưởng cô là người có ăn học, biết so sánh như thế nào cho xứng đáng. Về đâu cô lại quá mù quáng như vậy? Theo ông thì so sánh như thế nào mà xứng đáng? Điều đó thì tùy Nguyệt nghĩ. À, thôi tôi biết rồi. Có lẽ theo ông thì trong cuộc hôn nhân, điều quan trọng là nhà cửa nè, là tiền bạc nè, và ruộng đất cò bay cánh giàu nhất trong làng, như ông mới là người xứng đáng. Và chỉ có mỗi một mình ông mới có quyền cưới những cô gái khác mà thôi. Có phải vậy không thưa ông? Nè, cô đừng xỏ xuyên như vậy, rõ ràng là cô bậy. Đâu phải tôi ế vợ đi giao hàng ngoài giữa chợ. Tôi chờ là chờ duyên nợ, chúng ta đã vàng bách tiền. Vì bóng hình của cô khiến lòng tôi thẫn thờ. Lay động sống tình ít vô. Đời tôi mà thiếu cô giống như cây già sát sơ. Đời tôi mà thiếu cô chắc tôi mỗi mòn chết khô, tóc tay rủ người giả dời. Đời tôi mà thiếu cô mỗi gian tim thận ôm hận. Đời tôi mà có cô dù cung phụng đêm cả ngày tôi vẫn ưng bụng. Trời đất ơi, nói gì quá trời quá đất vậy Nguyệt? Tôi xin cô hãy đáp lại tình yêu thành thật đắm đuối của tôi dành cho cô từ bấy lâu nay đi cô Nguyệt. À, xin cảm ơn cái tình yêu đắm đuối gì của ông. Cô đừng chọc tôi tội nghiệp mà cô Nguyệt. Chẳng những yêu cô mà tôi mong mỏi làm sao cuộc đời của cô suốt đời phải được hạnh phúc. Cô Nguyệt ơi, tôi là con một đó cô Nguyệt, mà lại là con cầu con khẩn nữa đó nha. Nè, lỗ tai có sỏ lỗ tai rồi thấy không? Đó. Nếu mà cô Nguyệt về ở bên nhà tôi đó, cô Nguyệt khỏi làm gì hết trơn á trời á. Ở không, tôi sắm một căn nhà ngói thiệt là lớn nè, rồi sắm đầy đủ tiện nghi hết trơn á. Tôi với cô Nguyệt hạnh phúc suốt đời. Ông chuẩn bị chu đáo vậy à? Thiệt, tôi thề có hai bên da dế làm chứ. Đừng đừng có thề. Tôi thề thiệt. Nếu như mà cô tin tôi đi, tôi thề tôi tức nhà lớn đàng hoàng. Trời. Chứ xe đạp chạy đâu tùm lum la la đi cha. Xe người ta đang chạy đứng giữa đường. Chạy sao bốc kèn vậy trơn cái chỗ vậy? À, vậy ha.
Nhớ nha. Đi về vậy? Làm vậy? Em. Nãy giờ em chờ anh lâu không? Ừ? Trời, em chờ anh lâu quá trời ha. Vậy hả? Ừ. Em biết làm sao không? Anh đi nửa đường cái xe nó bể bánh. Rồi cái anh không biết làm sao, cái anh mới lấy rôm anh nhét vô anh chạy tiếp đó. Trời ơi, tội nghiệp không? À, đi chờ anh lâu lắm hả em? À. Không có đâu, tại em nóng ruột chứ. Mặt trời còn cao mà. Em ơi, nãy giờ chờ anh ở đây để em suy nghĩ gì nói anh nghe đi. Em suy nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ nhiều lắm hả? Ừ. Suy nghĩ gì? Thôi không nói đâu. Nói anh nghe đi. Thôi. Thôi mà, nói anh nghe đi mà. Nè, định giận anh nói cho nghe. Ừ. À, em suy nghĩ ha. Ừ. Em suy nghĩ đến ngày đám cưới của hai đứa mình ha. Ừ. Bữa đó ha, em sẽ mặc áo dài màu hồng nè. Anh mặc bộ đồ màu hồng luôn. Không được. Em mặc màu hồng, còn anh phải mặc màu xanh coi mới được. Thôi anh mặc hồng luôn à. Không được đâu mà. Hai người hồng với nhau mới đẹp chứ. Thôi không có được đâu. Mặc vậy coi không có được em đâu. Em hồng anh là xanh hả? Em hồng anh xanh. Cái không hai được. Đứa mình ha. Ừ. Đứng trước bàn thờ tổ tiên ha. Ừ. Cái... À anh ơi. Hả? Anh hẹn em ra đây có chuyện cần kiếp. Chuyện gì anh nói cho em nghe đi. Ừ? Anh nhận được thư nhà trưa hôm qua em mà. Anh được thơ nhà. Ừ. Trong mấy cự tuyệt lời cầu xin của anh. Ở trong thơ thì không có nói gì hết á. Chị bảo anh thu xếp về gấp thôi hà. Về gấp? Ừ. Chừng nào? Chừng nào anh đi? Hả anh? Mai này em mà. Mai này? Ừ. Em hiểu rồi. Em hiểu gì? Nhà dục anh về gấp là để cưới vợ cho anh đó. Sao anh biết được chuyện đó? Vì thư trước anh tỏ thật là phải lòng em, gia đình không chấp thuận. Sao lần nữa anh hư hỏng mới gọi anh về, là cố ý muốn đoạn tuyệt mối tình của chúng ta. Hay đúng hơn là để cưới vợ cho anh, để anh quên người yêu của anh. Vì cái người của anh yêu, các cụ bao giờ cũng cho là hạng người không xứng đáng. Em à, em đừng có nghĩ vớ vẩn như vậy không nên đâu. Biết chừng đâu ở nhà đó là đơn chiếc, ba má anh đã thấy bãi trường rồi mà anh chưa về, cho nên mới viết thơ gọi anh về gấp đó thôi, chứ không có ý nghĩ gì khác đâu em à. Nguyệt à, em hãy vui vẻ như mọi khi đi em. Nguyệt ơi, buổi chia tay này chỉ là cơn gió lướt nhẹ trên sông, mang mát buồn ánh nắng chiều nhấp nhô, hiệu hát dài chiếc lá khô hạ cuối mùa xanh cuối. Tạm xa nhau như lễ bái trường, anh về thu xếp quyên đường, rồi lửa bên nồng bù đắp lại những ngày nhớ mong. Cuộc hôn nhân chưa dám chắc, tương lai còn tối tăm mù mịt ở ngưỡng cửa đời, mấy lốt hàng rào giá phong. Em à, dầu cho cánh nghịch quy một lòng chẳng đôi tay, hai ta cùng sanh giai minh thầy, trong dễ dàng lỡ phai. Nếu theo lễ giáo mặt sao qua khói đầu, khi cha mẹ đặt đâu con phải vinh dạ sẵn sàng. Nhiều đôi lứa trái ngang cán cành giọt sòn dở dang, dù cho đất gãy sông bằng ta cũng đã vàng thủy chung. Em mà em đừng buồn, anh về trong một tuần lễ đó anh sẽ có thơ cho em ngay hà. Anh hứa chắc là không có gì lay chuyển được tình yêu của chúng ta hết em mà. Nghe em, anh trong một xã hội mà cuộc đời anh còn chưa tự chủ được, thì sự yêu em và cưới em làm sao anh dám chắc? Anh dám chắc chứ em. Giữa cả quyền định đoạt của mẹ cha, hai luôn cả ông Tơ bà Nguyệt nữa. Nghe em. Anh, nhưng anh ơi, bạn bè trang lứa của chúng ta, là thông đã trao chị hồng đã nuôi, mà vẫn không sao đẹp mối duyên.
lễ dấu gia đình. Hạnh phúc đời mình mà mình không tự chọn, để cho nghẹn ngào tiếng hót duyên. Ôi tuổi đôi mươi chân trời dòng, nâng rắc hạt vàng đua lượng bước ông. Đường đi tới ngỡ đầy hoa mộng, có hay đâu vào cuộc sống qua bé bàng. Em à, nếu mà bị cha mẹ ép uổng á, anh sẽ rời bỏ gia đình. Chúng ta biết sống biết yêu thì trên đất nước của một nền văn minh phong hóa mới này, ở đâu cũng là chỗ để chúng ta dung thân được hết em à. Nhưng anh à, em cũng có suy nghĩ như vậy. Sao em? Có nhiều lúc vì quá yêu nhau em cùng anh xa lánh hết mọi người. Đối với chúng ta thì những nề nếp xưa hôm nay đã lỗi thời. Nhưng mà sống một cuộc đời phiêu linh lãng mạn, dài theo mấy tình, em cho là mình hẹp hòi ích kỷ. Sao lại hẹp hòi ích kỷ cho em? Anh nghĩ xem, đảo làm con mà rời bỏ gia đình quyến thuộc gần xa, chén con đôi đũa cay trà ai dâng khi cha yếu mẹ đau tuổi già. Nguyệt ơi, em vì chữ hiếu hay là em chưa tin anh? Trời ơi, nếu không tin anh thì em nó có khổ như vậy? Nguyệt, Nguyệt ơi, đã rõ tâm lòng em cao quý, trước sau anh vẫn một mực thủy chung. Mai này anh về, nếu mà song thân bắt buộc lứa đôi, anh chừng ấy ta, hai ta sẽ thoát ly em à. Thoát ly? Phải. Dù hai ta sống nơi chân trời góc biển, mà chim liền cánh, cây nọ liền cành. Mai này anh về, em mong sao cho vạn sự được yên lành. Còn rồi đó chắc trở bất thành, ở đây em tin chịu phải đành vậy thôi. À, bắt được quá tàn, còn chối cãi nữa thôi. Dám dắt trai nơi thành vấn để tư tình, thật nhục nhã cho gia đình tông môn. Dù phước sinh con, dạ mong bác thương tình bớt cơn nóng giận, cháu phân lại tỏ tường. Dạ lỗi là tại cháu đầy chớ không phải cô hai. Con tôi ơi, thì tôi sửa trị việc gì đến thầy, sao mà thầy lại chen vô? Ở đâu mặt đá mà trơ, dám tới đây dụ dỗ ghê tờ, tôi cho thầy biết. Mong ba suy nghĩ lại thì con lỡ dạy, nào phải tội tại người ta nói xảy ra cái sự tội tình, con cam chịu. Về nhà chịu, về nhà chịu. Dạ thưa bác, dạ muốn việc tại cháu mà ra tất cả. Dạ bác thương cháu, nhờ bác không thương cháu chịu. Dạ lỗi này là do... Không lỗi phải gì hết, mũi dạy lái chịu đò. Con của tôi hư, về nhà tôi đóng cửa tôi dạy lại. Ha. À nè, tôi nói cho thầy biết, lần này tôi tha. Mà nếu thầy còn tiếp tục dụ dỗ nó, làm cho nó bụng mang dạ chữa rồi nó bỏ nhà nó trốn đi đó nha. Dạ thưa bác, tôi nói thiệt với thầy, ở đâu tôi cũng đi tới. Dạ thưa bác, cháu không có dám quyến rũ em Nguyệt bác. Thật không dám quyến rũ không? Dạ mà thật tình là hai cháu yêu nhau bác. Dạ sẽ cưới gả đàng hoàng à bác. Ai cưới ai gả? Thầy học sách nào mà thầy ăn nói ngang xương quá vậy? Thầy chôn tôi với má con Nguyệt, thầy chôn cha mẹ thầy hồi nào mà thầy cưới gả tự do vậy? Dạ. À, mà tôi gả con Nguyệt. Dạ bác gả em Nguyệt hả bác? À. Nhưng mà chắc chắn chàng lễ tương lai của tôi không phải là thầy, không phải cái thứ vô giáo dục mất dạy như thầy nha. Dạ, dạ thưa ba. Dạ mai này đó anh Minh về bển xin phép với ba má ảnh để... Mai này nó mới xin phép em. Dạ lát con về liền rồi bác. Chừng nào thầy về thầy kể thầy cho thầy nói tôi chi. À, mai thầy mới xin phép. Như vậy là quyền hạn của thầy còn hơn cha mẹ thầy nó phải không? Dạ thưa bác, cháu chưa hiểu hết ý. Muốn hiểu không? Vừa rồi. Hiểu về hỏi cha mẹ thầy á, còn mày đi về. Tao không thích cái thứ mèo mã gà đồng trên bọc trong dâu. Đi về. Anh Minh. Đi về. Dạ. Nguyệt, nghe không? Tiếng mời bây giờ là đuổi á. Đuổi.
ha. Ông mới về đó hả ông? Ông ngồi nghỉ chút đi, tôi rót nước cho ông uống nè. Trà tôi mới pha, thơm lắm ông à. Ông dùng nước đi ông. Trà mới pha thơm lắm ông. Ba cái ly tách nó đóng bợn hết trơn hết trọi. Mấy cái này mà khách khứa tới nhà người ta cười thúi đầu. Tôi nói với bà hoài mà không biết cái lỗ tai bà để đâu. Bà đem vô bà rửa tôi đi. Về nhà có thấy bực rồi. Nói vậy là bà đi đâu đó? Tách tôi mới rửa, trà tôi mới pha. Mà ông chê dơ thì tôi vô tôi rửa lại. Thôi bà để đó đi, bà đi có tới chiều. Để nhẹ nhẹ vậy, đừng để đầu tôi. Mới nói cái sáng cho rầm liền à. Mấy ngày nay hãy đi thì thôi, về tới nhà là ông kiếm chuyện nè. Riết rồi tôi chịu ông hết nổi rồi đó. Sao tôi chịu ông nổi? Phải rồi, tôi nhiều chuyện lắm. Chuyện gì cũng tại tôi hết. Cái gì cũng tại bà hết. Tại tôi làm sao? Tại tôi cái gì? Thì trước đây người ta mai mối tới, người ta hỏi tại sao bà không chịu gả. Trời ơi, con nó không ưng mà ông biểu tôi gả là gả cái gì? Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên đâu. Ao mặt sao qua khỏi đầu. Bà biết con gái lớn không khác nào như hũ mắm treo đầu vàng. Ông đừng có nói bậy. Tôi nói vậy là tốt đẹp cho bậy như vậy. Tôi không nói xấu mà tôi cũng không nói tốt. Nhà mình vô phước thì mình chịu, còn ai khen chê thì kệ người ta. Mấy ngày nay tôi chạy đôn chạy đáo lo cứu vãn cái tình hình này. Tôi có dò hỏi thằng Bích rồi, nó có nói với tôi. Nó nói làm sao? Nó nói cái chuyện này xảy ra là tại cái thằng quỷ kia kìa. Nếu bây giờ con Nguyệt suy nghĩ lại, nó vẫn đi cưới như thường. Để tôi kêu con Nguyệt ra cho ông nói. Thôi thôi khỏi kêu. Nó làm nhục tôi với bà thì bây giờ nó phải chuộc lỗi nó lại. Bằng không là tôi giết nó chết à. Ông ơi, ngài lớn tuổi rồi, ông bớt nóng xuống đi. Ông dằn lại chút đi ông. Ông nghe tôi nói nè, chém con á mình chém đằng sống chứ ai chém đằng lưỡi bao giờ đâu. Tôi bầm nó cho vịt ăn cho nó chuyện. Ông để chậm chậm đi, rồi tôi khuyên nó, bữa nay không được thì ngày mai. Mà ngày mai thôi 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 thôi, không có ngày mai và ngày mốt gì hết. Tôi đã quyết định như vậy rồi, bà đừng có nói vậy. Lần này mà nó cãi tôi là tôi bỏ nhà tôi đi. Thôi thôi được rồi được rồi, để tôi kêu nó ra cho ông nói chuyện với nó. Nguyệt à, Nguyệt. Dạ. Ba con kêu cả. Đứng xích ra dựa hơi. Nguyệt. Dạ. Tại sao mà con cãi lời cha mẹ vậy? Cha mẹ cho con ăn học như vậy rồi bây giờ con hư vậy phải không? Con làm xấu hổ cha mẹ vậy phải không? Tại sao cái chỗ cha mẹ định mà con không ưng? Tại sao? Dạ thưa ba má, việc hôn nhân là việc hệ trọng suốt một đời con. Xin ba má cho con quẩn lại 10 hôm nữa, rồi những việc khác ba má có biểu cái gì con cũng nghe theo hết. Dù có chết con cũng nghe theo nữa. Má thấy cái chỗ đó được quá rồi, con còn lần nữa chí nữa con. Má hỏi khó nói quá à. Dễ nói thế mò. Thì con cứ nói là dạ thưa má, tại vì con yêu anh kia, con chê anh này, chứ bộ đuôi như má sao không thấy. Ủa? Sao kỳ vậy ông? Tôi thì không rồi cả, ông mắng tôi ông chửi tôi vậy. Tôi mắng bà là phải rồi. Sao? Thì tôi đã nói với bà nhiều lần rồi, con gái nó lớn rồi, thôi thì cho nó đi học ba cái chữ nho. Họ thiêu thùa bếp núc. Bà cãi tôi bà cho đi học chữ Tây. Đó bây giờ chữ Tây nó vậy đó. Ông nói vậy nghe không phải đâu ông à. Sao phải? Tôi cho con nó đi học là để nó hiểu biết với người ta. Như mà tôi gì không hiểu biết. À thôi 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 tôi biết rồi. Hồi đó giờ tôi rầy bà thù tôi bà không nói. Bây giờ bà chửi xéo tôi, bà mượn nó bà chửi tôi chứ gì. Bà nói cho nó học như vậy nó mới hiểu biết với người ta. Còn ném về tôi là thằng già dại, thằng già ngu. Bà là đàn bà mà. Bà coi chồng không ra gì.
bà lướt quyền chồng. Như vậy là được phải không? Đàn bà như vậy là đàn bà hư. Ông làm gì thế, ông làm đi. Làm cái gì? Tôi chịu ông tôi hết không rồi. Không nói với bà nữa rồi. Bà như vậy bà quá bà rồi. Bà biết không? Ở trong nhà trong cửa tôi giao cho bà. Lo con cái như vậy mà không có ra gì hết trơn hết trọn. Dạ thưa ba, con có lỗi thì ba đánh ba rầy con. Chứ ba đừng có nói gai gắt như vậy. Tội nghiệp má, tội nghiệp con đó ba. Phải rồi. Má mày binh mày, bây giờ mày binh má mày là phải rồi. Bởi vậy tôi biết. Rồi tới nữa. Dạ thưa ba, dạ thưa ba, con đi chơi mới về. Sướng không? Ở nhà người ta lo làm công chuyện, nó đi chơi mới về. Tụi bay đó nghe, nha. Tụi bay á, bây giờ chỉ có nước là tao đưa tụi bay lên bàn thờ ngồi rồi tao lại tụi bay, nha. Trai gái, gái trai. Dạ thưa ba, cho con nói. Ai cho mày nói? Tụi bay là con, tụi bay chỉ cúi đầu nghe. Chỉ có tao là cha mới được quyền nói. Dạ thưa ba, chị em con lớn rồi, ba cho tụi con đi ăn học để mở mang trí óc, để hiểu biết với người ta. Mà sao hãy bây giờ mỗi lần tụi con mở miệng ra là ba cứ đàn áp tụi con không à? Trời ơi trời, mày nói sao mày nói lại tao nghe coi. Mày nói lại cho tao nghe hả? Dạ. Tao đàn áp mày phải không? Mày nói cho rõ, mày phải giải thích cho rõ. Tại sao mày nói vậy hả? Mày chết cho tao coi. Dạ thưa ba, dạ thời buổi bây giờ trai với gái nói chuyện với nhau là sự bình thường, chứ đâu có gì đâu mà lên án nặng nề quá vậy ba. Trời đất ơi, trai gái nó nói chuyện nhau khủng khiếp như vậy mà mày cho là bình thường á? Trời ơi, vậy mà khủng khiếp. Thế sao? Tại tối ngày ba ở trong nhà, ba ra đường ba không thấy á. Thế sao? Nhất là những buổi tối trời của trong nước không dọc bờ đê của cặp, cái cặp cái ập như ếch vui lắm. Trời ơi trời, rồi cái câu nam nữ thọ thọ bất tương thân của tao mày để đâu? Nam nữ thọ thọ bất tương thân à. Trời ơi, cổ lỗ sĩ quá trời. Cổ lỗ sĩ. Trời ơi quá nó rồi. Mày đâu? Buồn con bên kia. Dạ cảm ơn ba. Xích đây. Bữa nay tao dạy mày mới được. Quét. Dạ. Tại sao mày dám nói chuyện như đó? Ai làm mai làm mối nói cho mày? Dạ thưa ba, dạ không có ai làm mai làm mối hết á. Chứ tại sao mày tới đó? Dạ tại. Tại sao? Con đi lại nhà nhỏ bạn con. Quẹo ngã đó cái gặp. Hết ngã sao mày quẹo ngã đó? Hả? Rồi mày gặp nó mày nói gì với nó? Nó nói gì với mày? Nói đi. Dạ thưa ba, dạ con nói. Nói cái gì? Dạ. Nói cái hả? Gì? Nói cái gì? Hả? Nói sao? Dạ. Nói sao? Dạ con nói. Hả? Hả? Trời đất ơi, bữa nay mày dám hả với tao hả? Thì dạ không có. Vậy thì mày nói. Nói nào. Dạ ba để từ từ con nói. Nói. Dạ thưa ba. Mày nói gì với nó? Dạ con nói. Nói sao? Nói. Sao? Anh Minh ơi. Anh Minh ơi. Dạ. Rồi nó trả lời với mày sao? Rồi cái anh nói. Nó nói sao? Ơi à. Vậy ném về hai đứa bay chửi lộn rồi. Rồi sao nữa? Rồi cái anh nói. Nói sao? Con lại ba. Con lại ba. Nó nói con lại ba hả? Dạ không phải. Thà ba bắt con, ba đánh con chứ ba đừng có bắt con phải nói những lời mà con không nói được ở không đây ba. Không nói được thì cúi xuống. Ba dạ. Đánh con 20 rồi. Trong một biết cái. Cách gì tao đang dạy chị mày đó mày không thấy sao mày? Dạ con thấy, tự nhiên ông xô cổng rồng mình cũng vô đại đó ba. Nó xô vô. Xô đại vậy hả? Vậy thì mày tiếp đi. Ba cho con làm người lớn bữa hả ba? Bữa nay tao cho mày làm người lớn. Dạ. Chừng nào khách về mày cúi xuống. Còn mày đi vô. Mau đi. Ba ơi, con không có tội gì đâu ba. Chết rồi chết rồi. Tôi nghiệp con rồi ba. Mới bước vô tới nhà là thấy cả một bầu không khí nặng nề khó thở. Vậy mà nó cũng bắt buộc tôi tới đây cho nó vừa lòng. Thiệt hết nói nổi con với cái. Ở đây không phải nhà quan chết chủ rồi nghe. Ồ, bạc đông, bonjour chú em. Ça va bien? Gì kỳ, tai không bắt mà chỉ. Dân ruộng chúng tôi rất hiếu khách. Oui. Cũng biết tôn trọng người ta. Oui. Nhưng cũng có cái câu là thà mặn như nước biển và ngọt như mưa nguồn. Oui. Nước mặn để làm muối, nước ngọt để trồng lúa. Đừng lơ lớ nửa mặn, nửa ngọt tôi coi như đồ bỏ vậy á. Cái thứ mà nửa mặn nửa ngọt có ư không vô phải không chú em? Dạ phải, cho nên hãy Tây phải ra Tây mà Việt Nam phải ra Việt Nam. Oui. Đừng nửa nạt nửa mỡ, coi không có vô. Xin lỗi chú em làm nghề gì? Tôi còn đi học. Vậy mà tôi tưởng chú em làm nghề sửa lưng chứ. Ông nói vậy là sao? Vì chú em còn nhỏ tuổi lắm mà sao nhiều nhức nhối quá. Hả? Mỗi một câu nói của chú em đều mang theo cái lưỡi câu để móc họng người khác. Tại tôi muốn vậy.
coi chừng chết yểu. Ông rỗi tôi hả? Xin lỗi ông là ai? Ông sáng sải vô nhà của người ta muốn tìm ai? Qua từ xa xôi lặn lội đến đây là để muốn hỏi thăm nhà ông cả ba cô Nguyệt. Hồi nãy có một người nào đó chỉ qua vô lộn nhà của cậu Bích, con của ông Hương thôn nào đó. Nhưng mà cũng rất may, nhờ gặp cậu Bích mà qua được hiểu thêm nhiều điều thú vị. Nhưng mà rồi cậu Bích mới chỉ qua đến đây. Vậy ba muốn hỏi thêm một lần nữa là có phải đây là nhà ông cả ba cô Nguyệt không chú em? Xin lỗi ông có bà con hả? Không, không vậy, bà con gì cả. Vậy chứ ông vô đây làm gì? Qua cần gặp ông cả để có nhiều việc cần bàn. Mời ông ngồi để tôi mời ba tôi ra nha. Merci. Dạ thưa ba, ông tìm ba đó ba. Ủa, nói vậy ông cả đây là ba ba của chú em. Ồ, bông xua mới xưa. Ông mất tay chào xã giao ba. Xin lỗi ông, tôi thủ cụ bài tân. Xin lỗi ông, tôi đã cụ nghinh tân. Nhân bất học bất tri lý, học giả như hòa như đạo, bất học giả như cảo như thạo. Có nghĩa là người không học thì không biết lẽ phải, đúng không ba? Bữa nay đi không coi ngày, đụng nhầm cái vườn nho rồi. Mà nho này lại là nho chua chứ. Thôi thì vì con ta phải nhường cho một bước. Hân hạnh kính chào Hương cả. Xin phép chào ông, mời ông ngồi. Merci. Dạ thưa, dạ mời bác dùng nước à. Ồ, có phải đây là cô Nguyệt không à? Ồ, tre giang. Xin lỗi ông, giang là cái gì? Nhưng mà tôi xin phép ông, giữa tôi với ông cả hai đều không quen. Đúng vậy. Ông cảm phiền cho tôi biết rõ họ tên. Tôi không mời cũng không thỉnh. Ông đến nhà rất là ngang nhiên, làm cho tôi chẳng được yên. Tôi là chủ tiệm Ba Gia Phát Đạt, trên thương trường thì danh tiếng nhiều năm. Mặt ai khơi trong gạn đục, tôi chỉ hơn thua việc lời hay lộ. Miễn sao cho vốn một thành mười, thì ra ông đến đây giải quan theo thỏ ở theo thầu. Không, tôi cần gặp ông để biện giải một đôi lời. Tôi xúc ruột lắm rồi, ông đừng dài dòng lối thôi. Thằng Minh con tôi, nó có học mà lại vô nghi. Còn con gái ông cũng chẳng ra gì. Ta nên minh bạch kéo miệng đời thị phi. Thằng Minh con trai tôi trong gia đình là một đứa rất ngoan. Còn ở trường thì nó học rất chăm. Nãy vừa xong mùa thi cử, tôi càng nuôi hy vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Dạ thưa ông, con ông ngoan hay là quan đà cũng vậy, tôi đâu có chịu lui tới cầu thân. Lời nói của tôi như là đứng đóng cột, dù cho sao giờ dập đổi, nhưng lòng tôi nhất không đổi dòng. Bọn trẻ ăn chưa no, lo chưa tới, thật là đáng đời. Nhưng mà bài học đã lỗi thời, nên buộc lòng tôi lặn lội tới đây. Nhưng mà câu chuyện kia tôi đã giải quyết xong rồi, ông nói nữa chỉ thêm uống lời. Tôi muốn đòi món nợ ông đã vay. Nợ gì? Danh dự. Danh dự? Phải. Cách đây mấy hôm, ông đã sửa trị thằng Minh con trai của tôi. Và nghe đâu là ông đã chửi cha mắng mẹ nó thì phải. Tại vì cha mẹ nó không biết dạy để cho nó dụ dỗ con gái người ta. Merci monsieur. Nhưng thưa ông Hương cả, nếu chỉ có một mình thằng Minh con trai của tôi thì ông không thể ghép nó vào cái tội trai gái đó. Tất nhiên. Vì vậy cho nên hôm nay tôi muốn ông trả lại sự công bằng. Công bằng? Phải. Có qua có lại mới toại lòng nhau ông cả. Nghĩa là tôi muốn xin phép ông được có vài lời với cô Nguyệt. Tự nhiên. Mời cô. Cô Nguyệt à, tôi thì tôi không theo luận điệu sặc mùi lễ giáo như thân sinh cô. Vì tôi là con người có óc thực tế. Cách đây mấy hôm tôi đã tính cho con trai tôi xong rồi, nhưng tôi vẫn lặn lội đến đây để tôi bỏ lên đòn cân tôi cân. Bên nào nặng tôi lấy, bên nào nhẹ tôi quăng. Nhưng rất tiếc, khi tôi đến đây rồi thì tôi hoàn toàn thất vọng. Vậy thì bây giờ tôi có thể tóm tắt với cô một câu như thế này, là tôi sẽ cưới vợ thằng Minh con trai của tôi, nhưng mà chắc chắn nàng dâu tương lai của tôi không phải là cô. Vì cô là con một gia đình có tiếng mà không có miếng, mong cô thông cảm cho.
Nếu không còn gì bà nữa thì xin phép. Ông phải ở lại ông giải thích cho tôi biết cái câu có tiếng mà không có miếng là sao. Cái câu đó nặng lắm á. Có gì đâu, nó nhẹ hiều à ông cả. Nó nhẹ như bông gòn. Nhẹ sao? Ông cả cũng còn thường nghe cái câu ta nói là thùng rỗng tụi nó hay kêu to. Sở dĩ nó kêu to là vì nó không có gì hết. Nhưng mà hay nói trắng hơn là ông xưa tôi này, ông cũ tôi mới. Hai nếp sống cũ mới không thể hòa hợp với nhau được. Ông chê tôi xưa. Dân tôi xưa đó. Nhưng mà cái xưa này là của ông bà mình mấy ngàn năm để lại. Còn mới là gì? Mới là ngoại thể lố lăng do người lang xa du nhập. Hay ho gì mà đã cũ nghinh tâm. Ông cả à, tôi và ông đang sống với chế độ thuộc địa. Chức sắc của ông đang mang hiện giờ cũng chính do nhà nước Phan Xe ban cho. Nhưng mà ông chê tôi là ôm chân pháp. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì ông cũng đang bợ cẳng tay. Cái cách của ông chọn rể cũng khác nào cách tôi lựa dâu đâu. Nên vừa rồi vào nhà cậu Bích rồi đó, tôi biết ngay là ông đã đắc co cái cậu con trai nhà giàu đó rồi. Chết. Ô là lá. Vạn sự chỉ ư tiền, hay ho gì mà thủ cửu bài tân đó ông cả. Nhưng mà ông không được xen vào chuyện nhà của người khác. Đúng như vậy, chúng ta không nên giạch áo để cho người xem lưng. Vì trên lưng chúng ta toàn là những vết thẹo xấu xa bỉ ổn. Ông câm miệng lại. Ông cũng câm miệng lại. Nếu còn to tiếng, thiên hạ sẽ chửi vào mặt ông. Chúng ta. Câu chuyện đến đây chấm dứt là vừa rồi. Tạm biệt. Oh wow. Mấy đứa nhỏ đâu? Dạ. Lấy chỗ ra quét cái nhà giùm tao coi. Dạ. Ông nên quét cho sạch hết những rong rêu còn đầy rẫy trong căn nhà này. Vĩnh biệt. À dơ. Thằng nào dơ biết. Chắc có lẽ bây giờ chú em không còn cho qua là lơ lớ hay nửa mặn nửa ngọt nữa. Và sự lố lăng đến đây nên chấm dứt là vừa. Danh con, hỉ mũi chưa sạch, đừng lên mặt dạy đời với ta. Mày ông. Ta, con ơi. Tao sẽ làm đám cưới thật lớn. Tao bán ruộng đất làm đám cưới cho mày lớn nhất tại nơi đây. Mời con lại ba. Nếu mày cãi tao, mày sẽ chết với tao. Chuyện bé trai làm xấu hổ cả nhà. Cũng tại mẹ mày, mày thành con gái hư. Cũng tại mẹ mày quá ư chiều chuộng. Từ nhỏ tới giờ mới ra nông nổi. Bạn bè giao du mày trở thành là gái hư mà. Xin ba bờ cơn nóng giận. Lẽ nào con đủ trí khôn mà nhắm mắt đưa chân. Mày không ưng, tao bắt mày phải ưng. Ba, việc không nhân tao đã trù tính xong. Trời ơi, một khi ba quyết định con giao đâu gãi lịnh. Nhưng cô lại ba, hôn nhân là hệ trọng. Xin ba suy xét lại. Suy xét, mày muốn suy xét. Qua ngồi đó, ngồi xuống. Dạ thưa ba. Ngồi xuống. Bây giờ tao hỏi mày, mày có bằng lòng ưng thằng Bích hay không? Dạ thưa ba. Nếu mày không ưng tao sẽ bỏ nhà tao đi. Ưng hay không? Ba ơi ba cho con. Ai ba? Ưng không? Hãy trả lời. Bằng lòng không? Dạ. Ba ơi, con. Con sao? Con bằng lòng. Bằng lòng đi. Ngày mai tao sẽ nói chuyện với bên đàn trai. Rồi sao? Hiểu mày. Đứng lại, ba không đánh, đứng lên. Dạ con xin lỗi ba, mai mốt con không dám vậy nữa. Hồi nãy ba đánh con đó. Dạ sưng mặt con rồi ba. Được rồi, để ba cho tiền uống thuốc. Dạ cảm ơn ba. Nghe. Dạ. Để ba lo đám cưới chị hai con. Xong rồi ba sẽ hỏi vợ cho con luôn, nghe không? Đám cưới chị hai con hả ba? À. Chừng nào vậy ba? Nội trong tháng này. Nội trong tháng này. Ừ. Ba vậy ba cho con xin 20 hả ba? Làm gì tới 20 luôn mày? Chứ ba nghĩ coi, đám cưới chị hai con không lẽ con mặc quần áo cũ vậy sao ba? À, bữa đó con gái tới đâu? Dạ. Con này giống tôi hồi nhỏ. Con giống ba hả ba? Ừ. Dạ thưa ba, nếu con giống ba thì ba cho con xin 40. Mới giống con mà lên cả 40 mày. 20 là mai quần mới ăn đám cưới của chị hai con, còn 20 nữa là con phải có dài, có giới, có cài giặc, có dầu thơm mê protein xích cái đầu cho lắng láng ra. Nếu con ăn mặc giống ba cho con 40. Trời ơi, áo dài thân nóng này hả ba? Ba ơi, đem vô viện bảo tàng được hả ba? Không có tao sao có mày. Dạ xin lỗi ba.
Cảm ơn. Đám cưới nói vô không được bàn ra. Đám cưới nói vô không được bàn ra. Dạ. Chuyện trong nhà trong cửa đừng bếp xếp. Chuyện trong nhà trong cửa đừng bếp xếp. Bởi vậy chắc ăn. Vô mời má mày ra đây. Dạ. Ông ơi, nãy giờ ông nạt nộ con, ông làm hùng làm hổ với tôi rồi, bây giờ cái chuyện nó tới đâu rồi? Bà hỏi thiệt hay hỏi chơi? Tôi hỏi thiệt mà. Vậy thì tôi cũng trả lời thiệt. Phần tôi xong, phần bà củi lửa bếp núc. Đám cưới của Nguyệt sẽ lớn nhất từ trước đến nay. Ông nói thiệt? Tôi nói thiệt. Đám cưới của Nguyệt sẽ lớn nhất từ trước cho tới nay. Đúng vậy. Coi chừng nè ông. Coi chừng gì? Coi chừng tới ngày đó trong bắt luôn đem gả. Bộ bà muốn chồng lắm hả? Ông ơi, đón già đón non thì giỏi, dạy dỗ con cái thì hư. À, nếu bà thấy đám cưới cực khổ thì bà xuống đây đừng lấy bích, rồi bà với nó cuốn gói theo trai. Ông ơi, ông đừng có nói vậy. Tôi đã bạc đầu về con rồi mà, tôi không hiểu tánh tình con sao ông. Ông để chậm chậm đi, rồi tôi nói. Bà chỉ được quyền nghe chứ không được quyền nói. Bổn phận của đàn bà là cái nhà bếp. Má, Nguyệt, Nguyệt ơi, má ơi, con khổ quá má. Nguyệt, Nguyệt ơi, nghe tháng của con lòng mà đây càng thêm chua xót, trong ánh tâm tư màn đêm còn đông khói sương, đời thuở nào mẹ cha mà lại đi ép con lấy chồng, lời mẹ quay ngưỡng cửa với ngồi hai bên. Đời con gái như cánh bèo lên đến suối ngược bên dòng. Trong nhờ đúc chiều tất cả đều vì lễ cho đến việc gặp gánh hết gian sơn. Không biết không, người ta che một bên đuôi mắt nữa là để nó thẳng một đàn mà đi, thì người chồng cầm quyền cũng ràng buộc vợ mình bằng cái câu tam tùng tứ đức. Ngày trước má ở trong vòng tay của bà ngoại con, bây giờ con đang ở trong vòng tay của má. Vậy mà bà ngoại con và má đều không có quyền định đoạt lương duyên cho con gái của mình. Má, má ơi, con sợ thành kiến nữ sanh ngoại tộc, con sợ kiến đoàn ngang trên sông nước mịt mờ. Nghe má nhắc lại thời con gái cùng tối tâm ảm đạm như bây giờ. Rõ ràng tuổi già với trẻ khác nhau mà sự bất công trước và sau không hề thay đổi. Con ơi, từ khi có con thì tình cảm má bắt đầu thay đổi trước những ưu sầu hận tôi. Má chỉ tự an ủi mình
đền đáp được. Ngày trước ma cũng nói như con, nhưng từ khi sanh con ra, ma phải đầu tắt mặt tối vì những việc dạy dỗ các con. Nhưng theo ma nghĩ, hãy tốt trước thì phải lo cho tốt sau. Rồi đây con cũng sẽ có bổn phận như con của con sau này. Má ơi, thôi khuya rồi, con đi ngủ đi con. Má già nghĩ giúp đỡ con vào. Má ơi. Dạ. Má, tôi nghe rồi ông ơi, tôi vô liệt mà. Nguyệt ơi, ma chỉ còn một mình con là gái, lỡ con có bề nào chắc ma chết rồi. Nguyệt ơi, ma ơi, tôi đã tính cho con trai của tôi rồi. Như vậy là anh Minh Đà. Ba, tôi nghĩ con, ba con yêu Nguyệt ba. Mày đừng tưởng cái bằng cấp RV của mày là ngon. Chưa ngon đâu con. Muốn làm ông này ông nội phải biết nghe lời ba nè. Ba con yêu Nguyệt thật mà. Ba đến gặp gia đình Nguyệt với ba. Ừ, tao sẽ đi. Nhưng mà tao nói trước là tao chỉ đi thử thôi, vì gia đình của Dung giàu có, nó hứa trang trải nợ nần cho ba giờ lo tương lai sự nghiệp cho con. Ba ơi, cưới vợ giàu để nhờ giả bên vợ là hèn, con không thích như gì đâu ba. Cái đó không quan trọng, con không thích mà ba thích là đủ rồi Minh ạ. Ba ơi, con không bao giờ có hạnh phúc đâu ba. Sao kỳ vậy? Con nên nhớ ở trên đời quý nhất là mạng sống, sau đó là tiền, là tiền. Nhưng con nghĩ khác ba. Thôi đi, mày đấy tao, mày chết với tao. Chuyện hôn nhân quan trọng chỉ một phần, mà bị Bắc Linh xuống tàu đi Tây mới là chuyện đáng lo. Cái tuổi của mày muốn nâng danh phận thì phải tính trước bây giờ, để khi quá trễ mày sẽ như tao suốt đời lận đận lao đao. Ba ơi, thà là con mất đi cho miệng dạng còn hơn ở đây mà phụ bạc người ta ba. Thật là cái thứ ngu là không biết lo xa. Cuộc chiến tranh thế giới sắp nổ ra, mấy năm nay lận đận nợ nần quá nặng nè. Mày mà không giúp tao hả, gia đình khánh tận tao đành tự giận nè. Bây giờ ba hỏi lại một lần cuối, con có đồng ý cưới con Dung không? Hay là để cho gia đình này tan nát, tao với mẹ mày phải sắp bị lang thang như một kẻ ăn mày cho mày vừa lòng. Ba, ba ơi, tội nghiệp con mà ba. Nhưng con cũng phải tội nghiệp ba đứa Minh nè. Minh, nghe ba nói đây, phải có đầu óc thực tế đi con, đừng có mơ mộng một túp liều tranh hai quả tim vàng nữa. Uống nước lạnh không bổ bằng ăn bít tách đâu con. Thương ba, muốn trả hiếu cho ba thì phải nghe lời ba nè. Còn chuyện con Nguyệt, con hãy chôn sâu nó vào nấm mồ dĩ vãng. Ba, thank you.
ba má chị hai. Chị hai, em. Dạ. Chị trốn. Chị bỏ nhà rồi chị đi đâu? Đi đâu? Chị chưa biết rồi sẽ đi đâu. Chị hai à, tuy ba giận ba nói vậy chứ chị cũng ráng từ từ quẩn quẩn rồi hãy tính nha chị hai. Không thể quẩn được em à. Sao vậy? Vì chị không đi nổi trong đêm nay. Để ngày mai ba sao mình nhà trai bằng tính ngày cưới thì càng rắc rối hơn. Và lại trước sau gì thì chị cũng phải đi. Không thể nào ở lại đây được nữa em à. Sao ở không được, nhà mình ở chứ có gì đâu phải đi chị hai. Tân. Dạ. Nói ra thế nào em cũng buồn cũng trách chị. Em không dám đâu chị hai. Mà không nói thì làm sao hiểu hết được nỗi khổ tâm của chị. Cái gì vậy chị hai? Em. Dạ. Cái gì vậy? Sự yêu đương giữa chị với anh Minh. Em biết em đi thơ chứ ai. Kết quả. Kết quả làm sao? Chị đã có một bào thai trong bụng. Gần 2 tháng rồi em à. Trời ơi chị hai ơi, chị làm em bất ngờ quá. Em không biết tính sao hết á. Mà anh Minh này cũng tệ thiệt á. Cũng tại em. Em thề lai thơ chi giờ khổ như vậy. Chị hai ơi, bà có chức sắc lớn nhất ở đây. Ba mà biết chuyện gì là ba giết chị chết, giết má chết chị hai ơi. Chị đi về rồi chị ăn ở đâu, sống làm sao, ở đâu, có tiền có bạc gì không? Chị không có tiền em mà. Không có tiền sao đi? Chị hai ơi, không mấy chị cầm đỡ 20 mà đi nghe chị hai. Tiền ở đâu em có nhiều quá vậy? Tiền ba cho may đồ mới ăn đám cưới chị đó chị hai à. Đám cưới của chị. Dạ, chị cầm đi. Em cất đi. Chị hai. Chị em lấy tiền rồi tiền đâu chị đi xe. Tiền đâu mà chị sinh sống. Nghĩ tới hoàn cảnh của chị một mình một thân bơ vơ. Em chịu không nổi đâu chị ơi. Chị hai ơi, chị cầm đi. Không có tiền người ta cho vô nhà bảo sanh đâu chị hai ơi. Em đừng khóc nữa. Em đang muốn khóc mà sao nước mắt nó cứ chảy hoài. Tân ơi, chị xin nhận số tiền. Dự đoán nhận tâm lòng chân thật của đứa em với phận mình đã yên xa kể gì bước chân chuyên nhưng nghĩ nát ruột sẽ lòng cha mẹ già tuổi cao. Chị hai ơi, em xin hứa là được sao công việc nhà thay kể lúc đứa sầu cha mẹ già. Tình chị em ruột thịt kẻ gặp lại sau này ngăn nước mắt giả từ em ơi con chiếc đi. Chị đi mạnh giỏi chị ơi. Chị đi em. Dạ. Thank you.
chị khóc rồi chị ơi. Đâu có, tại chị viết thơ về cho em, chị mũi lòng. Ủa, kìa Hảo, trời ơi sao mặt mày bầm tím vậy, té đâu vậy? Để chị xích vào cho. Em đâu có té đâu. Chứ sao? Hồi trưa này nè, em đi đánh dài á, cái em gặp cha đó ăn mặc coi bảnh lắm chị hai. Tự trên xe kéo bước xuống, mặt mày nó say đỏ như à. Cái nó vô quán nó kéo ghế ngồi, nó bị em đánh dài cho nó. Em đánh xong rồi cái nó khoát tay nó đuổi em đi. Tức quá em mới chạy thêm đòi tiền nó. Nó không trả tiền em mà nó còn đánh vô mặt em vậy nè. Nó còn đá vô bụng em nữa. Đau quá. Em mới lết ra gốc cây em ngồi đó đó. Tới chiều sực nhớ nhà mình hết gạo rồi, nên em chạy qua nhà tiếng sòi em mượn mượn đỡ lon gạo. Chiều hai chị em mình nấu cháo ăn đỡ ha. Hảo à, dạ. Em tốt với chị quá. Không biết bao giờ chị mới đền đáp được ơn này. Em đỡ đau chưa? Em hết đau rồi. Mà chị hai nè, ơn nghĩa cái gì? Chị không nhớ hồi đó má em còn sống chị lo cho má em đó là sao? À chị hai ơi, hồi sáng chị làm khai xanh cho em bé được không chị hai? Người ta không nhận em mà. Cái gì vậy ta? Ơi. Dạ. Chị nhờ em việc này nè. Bây giờ em đem chiếc áo này nè, em cầm hay là bán luôn cũng được nữa, rồi lấy tiền trả cho chiếc xôi của chị đi nha. Chị hai, quần áo của chị bán hết trơn rồi, tôi mốt chị lấy gì mà mặc đó chị hai. Không sao đâu, chị làm có tiền cái chị may cái khác chứ có gì đâu mà em lo. Chị hai à, người ta thì giàu có lên xe xuống ngựa, hưởng mỹ vị cao lương, ở nhà cao cửa rộng, còn mình nghèo nên vừa môi cháo sao cũng tạm sống qua ngày. Hảo, đầm bóng chở che bên mái thân nghèo, nhớ mấy tháng trước đây má em còn nằm liệt ở trên giường bệnh á, một tay thì đỡ đần khóc thuốc thang. Có những đêm kia thanh vắng, em thấy chị ngồi một mình ở bên ngọn đèn trong á, mai từng chiếc trăng mảnh tà. Rồi thỉnh thoảng chị đưa tay lão đôi dòng nước mắt, chị khóc cho ai hay cho phận của mình. Chị hai ơi, chị là người duy nhất lạ mà nghĩa tình còn hơn chuột thịt thâm sâu. Em thầm gian gian cho cuộc đời của chị tâm trí lành dạng tự nhiên. Cảm ơn em, nhưng mà em đừng có lo, mai mốt chị đi làm có tiền chị sắm lại nhiều áo nữa. Bây giờ đi đi, đi nghe lời chị nè, đem cái này cầm đi trả cho tím sồi rồi về ăn cơm nha. Đi mau mau đi, lần này nữa thôi nha, đâu còn lần nữa, hết áo rồi. Con sanh bao lâu rồi? Dạ, dạ thưa ba, dạ chừng tháng rồi ba. Nhà của ai đây? Dạ thưa, đây là nhà của bác Năm, bác ấy chồng chết. Thấy hoàn cảnh của con đơn chiếc nên mới cho con ở đầu. Cách đây mấy tháng, bác đi bán chè, bị mã tà đánh gần chết, đau liệt giường. Mấy hôm sau thì bác mất. Bác có đứa con trai hằng ngày đi đánh dài đó ba. Từ ngày con bỏ nhà ra đi, con làm gì để sống?
Dạ, con đi ở mướn cho người ta, nhưng vì công việc nặng nhọc quá con làm không nổi nên con bị chủ đuổi. Thưa ba, sao ba biết con ở đây vậy ba? Con có viết thơ cho thằng Tân phải không? Dạ. Ba vô tình bắt gặp cho nên ba mới lặn lội tìm con. Thưa ba, má con vẫn mạnh hả ba? Tân nó vẫn còn đi học hả ba? Thằng Tân nó nghỉ học lâu rồi, vì nhà cửa không ai lo. Còn má con? Má con đang hấp hối. Hả? Cái đêm mà con bỏ nhà trốn đi, sáng ra má con hay được, má con ngất xỉu, bệnh đau tim trở lại, má con nằm liệt giường cho tới bây giờ. Má, gia đình mình bắt đầu suy sụp rồi Nguyễn ơi. Tiêu tan hết rồi. Trời ơi, phải chứ tôi chết được ngay bây giờ. Má sợ nhất là mỗi khi có ai hỏi đến tên con, má phải cúi đầu nói dối. Bà nói con Nguyệt nó qua bên dì tư của nó, vì chỉ cần một sơ hở nào đó thôi thì mọi cặp mắt sẽ nhìn vào, và từ đó dư luận sẽ lan rộng ra, thì tất cả những gì tồi tệ sâu xa nhất của gia đình, vì nghĩ như vậy ba che được ngày nào thấy ngày nào. Nguyệt, dạ. Ba má đã già lắm rồi, con đừng để ba má phải chết lần chết mòn vì sầu khổ nghe con. Dạ. Thằng Minh nó có vợ lâu rồi, con biết không? Dạ biết. Nó đang sống trong giàu sang hạnh phúc, con biết không? Dạ biết. Con nghĩ có khi nào nó nhớ đến con không? Dạ con cũng không biết nữa ba. Theo ba thì có, nhưng nó chỉ là một kỷ niệm qua đường. Trong khi người ta sống sung sướng như vậy mà con cũng mang bụng mang dạ chữa, sống cuộc đời rách nát rồi sinh con ra trong cảnh tồi tàn. Nguyệt ơi, ba xấu hổ lắm con, ba nhục nhã lắm con. Từ ngày con đi đến nay, ngày nào má con cũng trách ba, mà ba cũng trách má nữa, nên ba lặn lội tìm con. Con nghe lời ba nha con. Dạ. Con nghe lời ba, con đem con của con mà con giao cho nó. Ba, quan gia nó phải nhận nghiệp trước, nó phải mang con. Ba ơi, ba thương con. Ba thương con, mà ba cũng thương cho danh giá gia đình. Ba không muốn ai cười chê phỉ nhổ. Con có thương ba không? Dạ thương. Ba đánh ba chửi con mà con không giận ba sao? Dạ không, con có lỗi với ba má nhiều lắm. Con có thương má con không? Dạ thương. Má con đang hấp hối, mai mốt má con mất con không về để tang cho con. Dạ thưa ba. Nhưng mà con về con đâu có thể nào con bồng đứa nhỏ trở về được. Không nghe con, con mà bồng nó về là ba chết liền nghe con. Ba, má con ngày nào không nhắc con, vậy mà con chưa bưng cho má con một chén cháo, một chung trà, con trả ơn cho cha mẹ vậy sao Nguyệt? Ba ơi, con xin về, con về con lo cho ba, cho má. Nhưng ba thương con. Ba thương con. Ba đừng bắt con xa lìa nục ruột mà con phải mang nặng đẻ đau. Nhưng mà ba thương con. Ba thương con. Thì tại sao con không có quyền con thương con của con hả ba? Con đừng hỏi ba câu đó, mà con nên hỏi cái quân nào đã làm tan nát cuộc đời con, làm cho gia đình mình nhục nhã. Cái của nợ vô thừa nhận chính nó phải nhận. Còn con là máu thịt của ba mà, nhưng ngược lại con là ba thì con nghĩ sao? Ba, con ơi, ba lại con. Đừng, ba ơi, con lại ba ơi, đừng ba ơi. Trời ơi, nếu không về thì sẽ mang tội bất hiếu về mẹ cha. Con nuôi con, trời ơi, ba, ba ơi, con sẽ nghe theo lời của ba. Mà sẽ đi đến, mà sẽ đi với con đến đâu? Ba đứng ngoài cổng đào, ba chờ con,
con giao con, tôi nói là con về chứ ba nghe con. Mình ơi, mình mệt hả mình? Mình uống miếng nước chanh cho khỏe nha. Để đó anh em. Trời trời, em thấy mình không có được khỏe. Hay là để em sai chú Bốn mua thuốc xăm về cho mình uống nha mình. Khỏi em à, tại anh không quen việc mua bán với khách khứa chứ có đau ốm gì đâu em. Hay là để em nói với ba mướn ai đó tiếp mình chịu không? Ba không có tin người lạ. Vậy được, cứ kéo dài năm này qua tháng nọ thì làm sao mà mình chịu cho nổi. Thời buổi khó khăn, nhiều hiệu buôn khác nó đang chèn ép với ba. Nhưng mà ý của mình thì mình không thích chuyện mua bán, phải không? Ờ, thì anh không thích. Mình à, em thấy ngoài cái vẻ mệt mỏi ra, hình như mình còn suy nghĩ điều gì đó, phải không mình? Ờ, đâu. Anh vẫn như thường chứ có suy nghĩ gì đâu em. Mình đừng có giấu em, là một người vợ biết yêu thương chồng thì chuyện ăn ở phải hết lòng. Nếu thật giả sống đời với nhau, vậy trước sau điều gì em lầm lỗi, mình dạy cho em sửa đổi ăn năn, vậy mới vui câu tâm đầu ý hợp. Chúng ta từ khi kết duyên tơ tóc nguyện cùng nhau đang lễ bắt niên. Phước nhà anh gặp vợ hiền, gia đình chồng á mỗi một mình em lo liệu, khó khăn gì á cũng tự đảm đang, em sắp đặt ở đâu đó cho đàng hoàng. Đúng đúng á, em là một người nội trợ đã lo cho trong ấm ngoài em. Ở bên anh nhiều khi em muốn ngồi nhưng ngại ngùng không tiện khẽ môi. Sao mà mở miệng không có ra lời vậy? Em mà có chuyện gì á thì em cứ nói đại xa đi. Mình à, mình đừng có cười em hạch hỏi bông lông nha. Vậy trước khi vợ chồng mình đám cưới, anh có yêu người nào khác không? Có không mình? Yêu người nào khác? Dạ, nghĩa là mình có tình với một thiếu nữ nào đó trước khi mà mình cưới em. Em hỏi chuyện đó để làm gì? Ấy, em muốn biết sự thật, mình đừng có giấu em. Có không mình? Em muốn biết sự thật à? Dạ, có không? Không có. Em không có tin đâu. Sao em không tin? Là vì theo em nghĩ, không có một chàng thanh niên nào mà trước khi cưới vợ lại không có một người tình. Chỉ trừ khi nào cái anh chàng đó anh xấu tệ, thật là tệ, cho nên mới yêu trộm nhớ thầm. Chứ còn đẹp trai như mình nè, học giỏi như mình nè, mà nói không á thì vô lý lắm biết chưa. Em nghĩ cũng đúng. Nhưng em có biết tại sao không? Em biết chứ. Tại tập quán và xã hội bất công, đối với phái nữ lưu thì nghiêm khắc ràng buộc, còn đối với đàn ông thì dung túng tự do. Mình ơi, mình biết không, em thấy nhiều nơi đó nha, một chồng mà có tới 2-3 vợ lẫn đó mình. Em chịu vậy không? Ê, em phản đối à. Vậy em chỉ ưng có một vợ một chồng thôi à. Vậy là em tham lắm. Sao mà mình nói em tham? Quên, anh xin lỗi em. Chuyện tình cảm mà, làm sao san sẻ được. Em nghĩ chỉ có một vợ một chồng thì hòa mai mới giữ vững được hạnh phúc trong gia đình thì thôi à. Rủi vợ chồng người ta ăn ở với nhau không có con, chẳng hạn như là vợ chồng mình nè, rồi em có thuận cưới vợ lẽ cho anh không? Em cũng không chịu đâu. Vậy là em ích kỷ. Ai cười em thì em chịu, miễn sao em giữ được sự êm ấm trong gia đình của em thì thôi à. Dạ thưa cậu, dạ thưa mợ, con ở bển mới về. Có chuyện gì không? Dạ, ông bà kêu mợ về bển á.
kiếp tôi có chuyện gì? Dạ con không biết nữa, mà con thấy ông bà bày gì hàng giải tơ lụa tôi nó đầy nhóc ở ngựa đó. Gọi mợ mà có gọi cậu không? Dạ không, có mình nên mợ à. Thôi đi vô lấy cái bóp cho tôi đi. Dạ. Mình ơi, vậy là em đi có một mình em hả mình? Ừ, thì kêu mình em đi đi. Biết vậy rồi, nhưng mà em đi, em để mình ở nhà một mình, em không có yên tâm một chút trời, xíu đâu có hết gì hả? Đâu mà không yên tâm. Thôi về vậy nha. Bây giờ mình ở nhà ha. Mình ngồi đây nè. Có nước chanh nè, có rượu nè, có báo nè. Mình cần cái gì á thì mình cứ gọi chú Bốn chú làm. Chứ mình đừng có đi tới đi lui rồi cái nó mỏi chân chết à nghe mình. Trời anh đi đâu đâu, nhà không tối ngày. Nè. Dạ. Nghe tôi dặn nè. Ở nhà coi chừng cậu. Cậu có sai bảo gì thì nhớ làm đó nghe chưa? Dạ. Để con lo. Mình ơi. Em đi nha mình. Đi đi. Mình ơi. Nữa. Em đi nha. Chút xíu em về liền nha mình. Cậu ơi, cậu cần gì không cậu? Lấy tờ báo ly nước vô cho tôi. Cậu. Rồi. Vô tuốt trong phòng rồi. Mợ dặn ở nhà coi chừng ổng. Ổng vô trong phòng nằm ở trong á, rủi trong có chuyện gì mình ngoài này sao mình biết đường mình đỡ. Thì khổ cho cái thân ở đợ. Chú ơi. Chú ơi. Chú. Gì vậy? Làm hết hồn hết vía. Chị kiếm tôi hả? Dạ chú. Chú làm ơn cho tôi hỏi thăm. Hỏi thăm? Dạ. Chị hỏi thăm ai? Dạ chú là chi trong nhà này. Tôi hả? Dạ. Ở đợ. May quá. Gì may? Chị nghèo tôi khổ. Gặp nhau có nước mạt chứ may cái nỗi gì. Dạ không. Tôi cho gặp người đồng cảnh ngộ như vậy là may. Chú nghèo tôi khổ, chú có thể giúp đỡ tôi được. Bộ tính xin vô nhà này ở đợ hả? Chú ơi, cái người đàn bà đi hồi nãy đó có phải là mợ tôi á? Ông bà tôi vừa kêu bả vừa bển á. Chị biết không, cái căn nhà này nè, ông bà tôi sắm riêng cho chàng rể á. Vậy hả? Đám cưới hai người lâu mau rồi chú. Nhiều chuyện. Xin ở đợ cần gì tìm hiểu lai lịch chủ nhà. Tôi muốn biết qua vậy mà. Ở đợ chỉ cần siêng năng giỏi giắng là đủ rồi, cần gì biết lai lịch của chủ nhà. Chị muốn biết phải không? Dạ. Muốn biết cho chị biết. Để tôi nhớ coi cậu với mợ tôi cưới nhau 8 tháng 12 ngày. 8 tháng 12 ngày. Đây nè, bộ đồ này nè, mượn tiền chủ mai mặc ăn đám cưới. Mà có được thượng bàn thượng ghế gì đâu. Ở đằng sau rửa chén thấy mồ tổ. Bây giờ nó cũ mềm rồi, trả chưa hết tiền nợ. Chú ơi, chú làm ơn vô mời ông Minh ra đây cho tôi hỏi thăm trước nha. Cậu tôi hả? Dạ. Ông không có giải quyết được đâu. Chuyện này là do mợ tôi giải quyết hết, ông không biết gì đâu. Dạ không, chú nói với ông Minh, chú nói có tôi là bà con dưới quê lên thăm. Bà con? Dạ, dưới quê mới lên. Bà con? Dạ. Bà con thiệt không? Dạ thiệt mà. Gì kỳ vậy? Dạ nếu chú sợ mợ chú về la thì chú làm ơn chú ra chú coi cửa giùm. Chừng nào mợ chú về chú cho hay. Trời đất. Chú làm ơn giúp tôi mà chú. Tội nghiệp tôi mà chú. Đừng có khóc nữa, tôi mũi lòng, khoai mũi lòng lắm. Thấy chị tôi cũng tội nghiệp. Vậy là tôi có đường rồi đó. Dạ đường gì? Có đường bị đuổi. Trời ơi, tôi thấy cái chuyện này đâu có ăn thua gì đâu. Nói chơi với chị chứ, thấy chị nghèo tôi cũng nghèo. Giúp chị mà lỡ có bị đuổi cũng sao. Bố, lâu vậy? Dạ, dạ thưa cậu. Rồi quên đem cho ông. Cậu ơi, có người tìm cậu nè. Ai tìm tôi? Dạ. Cứ đi đi,
Ai? Nguyệt. Nguyệt. Trời ơi. Trời ơi, anh cô. Chuyện đã qua hãy thở than cho hoàn cảnh mới. Giữa chúng ta đều cần phải nói là trong lúc anh cưới vợ em phía trốn nhà ra đi. Dân già nơi là cho gia đình khỏi bao con anh giờ trời đi nên hình nên giấc nó đã khóc chào đời phút giây bồng bột yêu đương ta không chấp nhận rồi nhưng khai sinh con không ngu thú miệng thế gian lắm lời nỗi đau này đoạn trường này mấy ai hiểu ra muốn cho con đừng xấu hổ thì phải giữ lấy tên họ của cha chỉ riêng em chịu khổ âm thầm dưới nắng táp xăng giờ đây nó sẽ ở giáp cho em được yên giang một thân một mình về lo báo hiếu mẹ cha Nguyệt ơi bấy lâu nay nát ruột tim gan em có thương anh hay lòng lòng tha thứ vì số nợ của cha già cho nên mới đánh đổi bằng cuộc hôn nhân từ lúc chia tay nhau anh mới dằn bạc năm nào thật gian vô phương lo liệu anh hộ thầm em trách mang anh cùng cành gian thôi anh thương con ráng dạy dỗ cho nó nên người chớ chuyện đã qua rồi chúng ta đều là những nạn nhân trời ơi con cậu ơi mở gì cậu sao mở gì làm gì đứng đây múa tay múa chân vậy dạ. Đi vô đi mình ơi mình biết ba má kêu em chi không chi vậy em? Má sai em đi mua một ít đồ lặt vặt còn ba đó thì ba biểu về cho ủa người đàn bà này là ai vậy mình? Anh nghe tiếng con nít nít nó khóc, anh vừa ra đến em vừa về. Nè, chị kia, chị.
chị ở đâu mà đến đây? Chị quen biết với ai trong nhà này? Vì cưới gì mà chị lại ôm mặt khóc vậy? Chê lò đưa muốn xin tiền bạc, thấy cô đau cắn mới chết chồng. Nuôi con nhỏ tuổi vẫn má hồng, chị nói đi tôi sẵn lòng giúp cho. Kì chị, có chuyện gì mà chị khóc dữ vậy? Ở đây vợ chồng tôi nhân đức lắm, có chuyện gì thì chị cứ nói đi, vợ chồng tôi sẵn lòng giúp cho. Nói đi chị. Coi chừng té, coi chừng té. Trời đất ơi, mình ơi, đi đâu vậy? Ngồi xuống đây giùm em đi. Coi chừng té bể đầu nhỏ. Chuyện đàn bà để đó cho em lo. Nè chị, có chuyện gì chị cứ nói đi. Cô ơi, mẹ con tôi không may phải lâm vào cảnh nhà tan cửa nát. Nên tôi đến đây, xin thầy cô đối thương mà cho tôi ký thác đứa con này. Cho đời nó coi ta hướng trôi nổi lạc loài, lấy nhân đức thầy cô có là được nhờ chén cơm manh áo. Công nuôi dưỡng là công ơn tái tạo, dầu có chết tôi cũng chẳng dám quên. Kiếp này chưa trả ơn xong thì tôi xin nguyện kiếp sau đáp đền. Đâu chị đưa đứa nhỏ cho tôi coi coi. Ý mình ơi, trời đất ơi, đứa nhỏ dễ thương lắm mình. Hay là để em xin về cho vợ chồng mình nuôi, mình chịu không? Được rồi em, được rồi, chịu. Nhưng còn mẹ nó thì sao em? Thì mình mướn nuôi vú luôn. Được luôn em, được, tiện em, tiện rồi. Nhưng mà không có được đâu mình à, bất tiện lắm. Để đó em tính cho. Nè chị, vợ chồng tôi bằng lòng nhận nuôi đứa nhỏ này làm con, nhưng mà tôi muốn từ đây về sau chị đừng bao giờ nuôi tới đây nữa. Tôi chỉ muốn nó biết mình tôi là mẹ của nó thôi. Chị bằng lòng không? Dân, tôi bằng lòng. Chị không thương con của chị sao? Cô ơi, tình mẫu tử là tình thiêng liêng cao cả đời. Nay đến đổi tôi phải đem con mà ký thác cho người, đó là một việc già bất đắc dĩ, một cảnh biến là một điều khổ tâm. Người mẹ nào có đoạt lìa núng ruột tim, tự mình hiểu tự mình đau. Như mặt biển vắng lề hay chuyện đông, biển càng sâu thì ngọn sóng lại càng cao. Chị à, gọi là sự đau đớn của chị trong lúc này là một điều trái với phép lịch sự, nhưng mà thương tình tôi muốn hiểu cặn kẽ nguyên do. Chẳng hay tôi thấy chị không phải là người hèn hạ, mà chẳng hay tai biến như thế nào mà chị lại xa thân khổ sở như vậy. Còn chồng của chị đâu? Chồng tôi đâu? Chồng chị đâu rồi? Chồng tôi đâu? Cô ơi, chồng tôi bây giờ đang sống trong cảnh êm đềm, đang ung dung tự tại. Trời đất ơi, đàn ông gì mà đản hậu vậy? Mình ơi, mình có thấy thằng cha này cha ở ác ghê không? Ăn ở với người ta có con rồi cái bỏ người ta. Đàn ông vậy đó nghe, trời cũng đánh chết đi cho rồi á. Đừng nói đúng chán. Nè chị, nói vậy là chồng chị hèn hạ rồi ruồng bỏ chị phải không? Dạ không. Hay là chồng chị có vợ bé rồi bỏ bê mẹ con chị? Cũng không. Ủa chứ sao vậy? Cô, theo lời cô nói, chồng cô đang sống một cuộc đời ung dung tự tại, cô có chắc như vậy không? Đúng rồi, chắc không chị? Không phải gì đâu thầy à. Lúc nãy em vì quá đau khổ cho nên tôi mới nói hoang cho chồng tôi. Chứ tôi cũng biết hiện giờ chồng tôi cũng khổ sở gấp trăm ngàn lần hơn tôi nữa kìa. Phải rồi. Do một hoàn cảnh khiến xui cho nên, mà thôi,
Bây giờ thầy cô có nhận nuôi đứa nhỏ này hay không? Tôi chỉ cần có bấy nhiêu đó thôi. Ngoài ra đừng hỏi gì nữa, đừng hỏi gì nữa cho tôi thêm đau lòng. Trong cái cảnh ơi, mẹ sắp lìa con, tại vì đâu sao nóng nổi ngày hôm nay. Con ơi, kể từ nay mẹ xa con rồi. Thôi chị đưa đây, đưa đứa nhỏ này tôi ẵm cho. Ba chờ con, con giao con cho nó rồi, con về với ba nha con. Ba, Nguyệt ơi, ba, Nguyệt, con sẽ về. Nhớ về với ba nha con. Ê mà nói, ba đi vô mình. Ba ơi, ba đợi con nha. À, nhớ về với ba. Con cho ba, cho ba mà. Nên đi con, nên nên na đi à, con hãy ngủ đi à, con cho ba được yên à, lòng con muốn giấc say à, nằm mê âu âu âu. Dân đời già bầu qua đò tắt bến sang ngang, bỏ con thuyền trên sông nước mơ con. Ở trong xóm đâu có hiếu hỉ gì mà cháu ngồi theo sáng đêm vậy? Cháu theo cho cháu. Thôi, chú biết rồi. Cháu định rời bỏ cái xóm nghèo này để chú khỏi lui tới nhờ vả nữa phải không? Chú nói quá thì thôi á. Cháu vẫn còn ở đây, vẫn tiếp tục nhờ vả chú nhiều đó chứ. Cháu, chú giúp cháu có một lần. Chú nghĩ việc đem cháu về đây cho mẹ con cháu được gần gũi, còn cháu giúp chú biết bao nhiêu là việc. Chú nói quá thì thôi á. Số của chú như bà lão ăn mài,
hứng được Trái Thị. Trái Thị hóa ra nàng tắm lo cho bà lão ngày hai bữa. Còn cháu, cháu giúp chú đủ thứ chuyện, nào là tiền bạc thuốc men khi đau ốm. Thấy cháu có cái nỗi khổ trong lòng, chú không cách nào giúp được. Nhiều khi chú tức lắm, chú muốn gặp thằng Đón Đường, thằng Tâm, chú nói với nó là chú bố mà, cháu cũng định rồi đó. Cháu cũng định là chờ đám cưới của nó xong á, cháu muốn nhờ chú dắt cháu đến gặp riêng bà chủ. Tới xin tiền bạc của họ thì dễ, chứ nhìn thằng Tâm mà khó lắm mà. Cháu biết, cho nên cháu đến bằng tất cả tấm lòng của một người mẹ, và trầu rủ tạ ơn bảy đã 18 năm nuôi dưỡng con của cháu khôn lớn. Mong ước của cháu là được cùng với bảy dìu dắt thằng Tâm trên đường đời. Chú à, chú phục cháu vì cái nết na nghị lực, mà bây giờ chú càng phục cháu về cái chuyện ăn ở biết điều đó đó. Chị Hai ơi, chị Hai à, ai cậu ba lên chị Hai à, nói chứ ai nữa. Cậu ba, chú ba. Ủa, chị Hai lên hồi nào, sao lâu quá không lên thăm Nguyệt? Trời ơi, lo ba cái chuyện lướt hết bù đầu bù cổ đâu có lên được. À, chị Hai khỏe, chị Hai khỏe. Dạ. Ông lên thăm tôi thôi, lên thăm cái là ông mà cả xóm đều nghe trên. Dân ruộng mà tính rỗng rãng nó quen rồi. Dạ. Thôi chú về để cho hai chị em tâm sự. Dạ dạ dạ, khoan chú Bốn ơi, chú chờ con chút nghe. Đó. Gì nữa? Gửi chú mấy khô lóc ăn, lấy thảo. Dạ. Thôi chú cảm ơn cháu nghe. Cốt lòng nhiều mà. Ở chơi lâu không? Dạ lâu, vài bữa. Ở vậy thì ghé qua chú, hai chú cháu mình uống trà nói chuyện đời chơi. Đợi sẵn sàng chút xíu hôm qua chú ha. Chú về dạ. Nghe Nguyệt. Dạ dạ chú Bốn về. Chị Hai, à, còn ở dưới khô này là của vợ em gửi cho chị á. Trời ơi, lên thăm chị được rồi, bài vẽ làm chi không biết nữa. Có gì đâu bài vẽ chị Hai. Sao, sao không dắt mợ với mấy cháu lên đây chơi? Chà, định giống ông già rồi phải không? Chị nói em giống ba là sao? Thì khuê môn bất xuất, tối ngày cứ nhốt vợ sau nhà bếp á. Nghe chị nhắc, tới ba em còn nổi da gà. Không có đâu chị Hai, em thương vợ em lắm, chị biết không, nhiều lúc em làm gì không phải, vợ em nói đúng em cũng nghe theo. Chứ đâu như ba hồi đó, nói cái vong hồn của má, tội nghiệp, hồi má còn sống. Hay mỗi lần má mở miệng ra đúng sai gì, ba cũng nạt đùa, nạt dạy, đuổi má ra sau bếp, cấm cho lên nhà trên. Yên tâm đi, em thương vợ em lắm, bây giờ vợ em được lên nhà trên rồi. À, chị chịu vậy đó cha. Dạ. Con nước cậu. Sao, mẹ, mợ nó với mấy cháu nó khỏe không? Dạ, cảm ơn chị. Vợ em khỏe, còn mấy nhỏ mạnh như trâu vậy. Ủa, cha đèn dầu cạn, lụng tim, định làm gì chị Hai? Bộ thức suốt đêm hay sao vậy? Hôm này nè, ráng ngồi theo cho kịp cái cặp áo gối tròn Tâm. Sao theo áo gối tròn Tâm? Thằng Tâm nó sắp cưới vợ cậu ơi. Thằng Tâm sắp cưới vợ? À. Mềm đấy. Lẽ dữ à ha. Cậu đó nha, thiệt là tệ vậy đó. Cháu ruột của mình mà tuổi tác nó bao nhiêu, học hành nó ra làm sao, tương lai nó như thế nào, cậu cũng đều mù tịt, thẳng nhiên như là người dân nước lã vậy. Sẵn giờ đất em nói luôn à, cái cách của chị thương con âm thầm ở bên lề cuộc sống hết năm này, chị kéo dài sang năm nọ. Em nói thiệt với chị Hai là em không hiểu nổi đó chị Hai à. Đối với con á, chị hoàn toàn có lỗi. Đâu phải tại chị, lỗi này là tự xã hội, tại gia đình bắt buộc chị phải xa nó chứ. Nhưng mà lương tâm chị vẫn còn cắn rứt nè. Chị Hai, hồi nó còn nhỏ chưa đủ trí khôn thì giấu đã đành đi, bây giờ nó lớn rồi phải khác đi chị Hai. Chị nói hết cho nó nghe đi chứ. Ai đời con cái của chị mang nặng đẻ đâu mà mặt mày của chị ra sao nó không biết. Bà con dòng họ bên ngoài mấy người nó cũng không biết. Thế mà thôi, nó mất gốc là tại chị đó nghe chị Hai. Em nói thẳng chị đừng giận em. Cái thái độ mười mấy năm vừa qua rõ ràng chị còn chờ đợi đó chị Hai à. Chờ đợi. Đó, chị chờ đợi anh Minh. Đây nè, thấy không? Quyên ương. Quyên ương có bạn có đôi trầm bóng vui tươi khúc nhạc tình muôn thuở ở đây nè, thấy không? Quyên ương đẹp mãi trong lòng người, là thủy chung gắn bó. Chị Hai, cái bài thơ đôi quyên ương mà chị với anh Minh thường sướng quả, đã gần 20 năm rồi chưa xóa nhòa được trong trí nhớ của chị sao chị Hai? Chị thì vẫn thủy chung. Trong lúc anh Minh thì có vợ đã lâu rồi,
chỉ vui chiếc chân đau suốt cả một thời. Sao chị không bước thêm bước nữa đi, cho tuổi già có bà, có nắng có mưa, cho qua cuối mùa vẫn đẹp vẫn tươi. Ý nghĩa quyên ương phải đâu chỉ nuôi lòng chờ đợi. Tình xưa chấp nối gương giờ lại lành, mà vì hạnh phúc và tương lai của con mình. Hãy nói động tới Minh chị tớ Hoàng Tâm, mà chị đừng quên anh Minh là ba ruột của thằng Tâm. Em hỏi chị nè, nếu chỉ vì thương con thôi thì tại sao mười mấy năm rồi chị không chịu lấy chồng? Lấy chồng hả? À, hồi trước không chịu lấy chồng rồi bây giờ cũng chịu lấy chồng. Mười mấy năm trước đó chị đã không lấy chồng. Ai cấm chị? Không có ai cấm chị hết á. Còn bây giờ? Bây giờ thì chị sao? Già rồi, hơn nửa đời người rồi. Nhưng em thấy chị vẫn còn đẹp. Đừng lo, em tổ chức đám cưới chị Linh Đình chịu không? Thôi mà. Trời ơi, bỏ xứ đi quan mười mấy năm không về làng chị đâu có biết, tôi lại hỏi thăm chị hoài á. Ôi, ai đâu hỏi thăm tôi. Thì mấy anh xã anh tổng bạn học cũ chị chứ ai. Tôi nói chừng nào chị về cho tôi hay tôi tới tôi coi mắt. Em nhắc chị nhớ đừng quên cho chị hai. Lúc mà ba hấp hối ba trăng trối, muốn chị bước thêm bước nữa để an ủi quãng đời còn lại của chị thì chị phải tính đi chứ. Để mai mốt chị già cứu đó làm sao có chồng được chị hai. Cậu ba. Dạ. Chẳng qua vì tình thương con, ngoài tình mẫu tử thiêng liêng ra, chị còn muốn giúp cho con nó hiểu thêm ý nghĩa về cuộc sống. Nếu đời chị nghị lực của một người mẹ chỉ chịu đựng với sự khổ đau, thì tới đời sau con của chị nghị lực ấy phải chống trả mọi bất công đó cậu. Em biết ý chị rồi. Sao bữa nay lên thăm tôi hay có chuyện gì khác nói nghe coi. Vợ chồng em bàn tính với nhau, em lên đây trước là thăm chị, sau rước chị về ở chung vợ chồng em cho vui, sẵn đó em cưới chồng cho chị. Trời, bữa nay sao cậu này có thứ đó nói hoài ha. Chứ mục đích lên đây nhiều đó không nói hoài sao được. Em cho chị hay em nhận trầu cao của người ta rồi đó nha. Thôi nha, không gặp tôi thì thôi, gặp cái giỡn hoài vậy. Giỡn giỡn gì, gì chị cũng không chịu hết. Em nói thật với chị, chị mà không chịu em đi kiếm anh Minh hỏi cho ra lẽ tại làm sao làm khổ chị vậy chị hai. Kiếm anh Minh chi, anh Minh với chị mười mấy năm rồi, hai người một người con đường khác nhau. Vậy thì em đi kiếm, đi gặp anh Tâm. Chị hai, thằng Tâm em dưới nó như hạt giống là lúa hay bầu quý vậy đó chị hai à, giống tốt. Nhưng chị đem trồng vào đất xấu, chị không dung phân, không tưới nước, không diệt trừ sâu bọ thì kết quả thế nào chứ chị cũng biết chứ. Chị biết cho nên chị cũng có tính đó. Chị tính là chờ đám cưới nó xong á, chị nhờ chú Bốn dắt chị đến. Thôi, không nhờ chị hết. Bây giờ chị nghe lời em vô thu xếp quần áo đi liền về cho kịp chuyến xe bây giờ đi chị hai. Cậu ba, cậu nhìn coi ai kìa. Ai đầu hẻm kể, người ta nhìn thì mình phải nhìn chị hai. Đứng lên, à? Nhìn coi. Cái gì đây? Kìa, nhìn cho có biết hả? Mình trai đứng vịn gốc cây hả? Ừ. Ai à? Anh Minh á. Trời ơi, em nhớ hồi nhỏ anh trẻ lắm mà, sao lớn lên anh già quá vậy chị? Cầu nhân tương kiến rồi, trời ơi, mười mấy năm anh chờ đợi của ngày này, tránh mặt ra sao đi chị hai? Cậu định làm cái gì đây? Em tới em hộp áo anh Minh, em hỏi anh một câu thôi chị hai. Trời đất ơi. Em nói thiệt với chị, ảnh mà trả lời không xong hả, em hỏi thêm một câu nữa thôi. Cậu làm cái gì đây? Chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Định đánh lộn hả? Vậy chứ sao? Trời đất ơi, già rồi bây giờ bày đặt quýnh lộn nữa. Bộ già không biết đánh lộn hả? Em là em của chị mà anh làm khổ chị phải có bổn phận chứ. Trời, săn quần săn áo nữa. Hả? Nè, bây giờ chị nói cậu nghe nè. Giờ giờ sao? Cậu ra sau bếp chờ chị chút nha. Trời đất, quỷ thần ơi, mặc gì chú ra sau bếp. À thôi em biết rồi chị hai. Chị sợ em thương chị, dành không nổi tính nóng. Em với Minh cãi cọ nha, anh giận bỏ về cái uổng phải không? Thôi được rồi. Cái này tại chị phải tại em rồi nha. Chị là chị dạy sao em không dám cãi. Nhà có cửa sau không? Có mà chi. Em đi ngã sau. Sao vậy? Nè cho hay nha, đi ngã sau phải sợ anh trả đâu nha. Vì không muốn thấy thằng cha bạc tình bạc nghĩa mới đi ngã sau mà chị hai. Cái này tại chị hai. Mai mốt có chuyện gì xảy ra đừng kêu em đi chị hai. Trời đất ơi, trời con cái tướng đi kìa, thấy ghét không? Thank you.
Dạ chào thầy. Dạ mời thầy ngồi. Cảm ơn em. Dạ mời thầy dùng nước. Đã từ lâu rồi tôi gian em, đừng có kêu tôi bằng cái tiếng thầy, nó khó chịu cho tôi lắm. Vậy chứ thầy muốn tôi kêu thầy bằng gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy xưng hô thì thầy thấy khó chịu, còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng êm ái khác thì bụng dạ thầy đã biết sao thầy không chịu nói ra. Trời. Anh đang cúi đầu chờ ân huệ, em lòng lòng tha thứ cho anh. Kẻ gây cho em khổ đau lần lần, suốt cuộc đời duyên nợ dở dàng. Lương tâm thầy trắng rứt danh, tôi mong chuộc lại lỗi lầm xưa. Để chiều ý thầy, tôi sẽ kêu thầy là mình, hoặc ba thằng tâm, hay chỉ bằng anh thôi. Mình ba thằng tâm, nếu được tiếng mình có nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ. Nguyệt ơi, từ nay chúng ta âu yếm gọi nhau cho đến hơi thở sau cùng. Nửa đời còn lại anh với em gắn bó mặn nồng, tuy không đường hoàng giả thú nhưng cũng là nghĩa vợ chồng. Sao thương có nhau, người ta nghi ngờ đặt thành dấu hỏi, nhưng làm sao hiểu được anh với em định vượt ra khuôn khổ gia đình. Là chúng ta nối lại mối tình xưa đã dang dở. Bị ràng buộc vào quá khứ thì hiện tại chỉ mỗi một mình tôi đau khổ, còn cho vừa ý anh thì sẽ thấy một người phụ nữ khác làm vợ của anh sẽ khổ đau. Bổn phận của anh tiếc làm gì cái thuở tóc xanh. Nhưng ở đây anh là ba của thằng Tâm, gặp gỡ má thằng Tâm như tất cả niềm ái ân trọn vẹn. Thằng Tâm con của chúng ta nó tốt nghiệp ra trường, sắp tới đây anh sẽ chọn ngày lành tháng tốt
để vợ chồng mình hoan hỷ nâng ly chúc mừng con trong trong cái buổi lễ thành hôn. Tâm ơi, thương con, mẹ chỉ tính gửi quà cho con trong ngày cưới, chứ danh nghĩa nào mà mẹ dám nghĩ tới chuyện nâng ly. Em gửi quà gì cho con? Đây, mặt hối theo còn dáng vợ trên quyên ương, trong ánh chớp nền trời đấy đó, quyên ương và cuộc sống tuyệt vời. Dịu dàng từng đường kim môi chỉ, có trái tim sắc son tình chung. Nhịp nhàng phương trời xa thẳm, duyên lứa đôi sắc son chờ mong. Vậy mà bao nhiêu năm rồi em thản nhiên như người qua đường xa lạ, trong khi anh ấp ủ anh nâng niu màu tổ quyên ương em hạnh phúc, còn em thì lạnh lùng từ chối khiến tim nát ruột xé lòng. Em cho anh một ân huệ đi Nguyệt. Chúng ta nên dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Còn chúng ta hãy sống như đôi chim quyên ương trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt. Khi thời tiết thay, một con không may bồng bềnh trên sông dữ, thì từ đó con còn lại một mình đương sức gió, vẫn tháng tháng ngày ngày đang gào to trên sông dư. Nhưng từ lâu rồi em giấc xuân mỏng từ lâu cam trong trại, tình gối chăn nay vẫn chịu lạnh lùng. Nghĩa mẹ con xin được lúc trùng phùng, duyên can lệ không thể nào tái hồ. Gương xưa đã vỡ làm đôi, mỗi người một nửa, chúng ta xoay vào bước chân con đang chập chững trên đời. Quãng đường xa còn trông gai thăm thẳm xa vời, thằng tâm sẽ cảnh chở đời bán lời mua danh. Bởi giao thời mới cũ đổi thay, chúng ta là nhân của gia đình tập quán, thì nay chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng hơn thua bội bạc phú vàng. Anh đã lo cho con đầy đủ từ nhỏ đến lớn, nó không thiếu một điều gì hết em mà. Em biết không, nó có hiếu lắm em. Anh Minh, theo tôi á, như vậy cũng chưa đủ, mà thương con là phải sống cho trọn vẹn vì con, đừng để nó rơi theo vết cũ lối mòn ngập trong lối sông riêu cặn bão tù. Hãy chấp cánh để cho nó bay xa, cho nó thấy đất rộng như trời cao, núi hiểm rừng sông và biển cả. Nói với nó tiễn tình khốn khổ của người dân đang chân cổ nào là biết là. Nguyệt à, từ lâu rồi em xua đuổi anh, lần này em cho anh thỉnh thoảng anh đến
Em định bước thêm bước nữa với người khác à? Anh Minh, nếu anh còn theo chủ nghĩa gia đình hẹp hòi thì tốt hơn anh đừng đến đây nữa. Từ nay chúng ta đành lo cho con vậy. Anh về nghe Nguyệt. Dạ anh về. Anh về nghe Nguyệt. Dạ anh về. Chào bà. Chào cậu. Xin lỗi cậu. Cậu đến đây có việc cần thiết. Tôi bên đây để làm phiền bà. Việc chi mà cần thiết? Một chút rồi bà sẽ rõ. Nhưng cậu phải cho tôi biết cậu á là con cái của ai, đến đây có việc gì? Thật sự bà không biết tôi à? Không. Cũng phải. Bà thì cần biết ai ở chung quanh. Tôi là người con của người đàn ông mà từ trong căn nhà này bước ra. Cái người đàn ông mà bị bà bấy lâu nay làm cho ba tôi phải điên đảo. Còn tôi ngược lại, tôi sẽ làm cho bà đảo điên. Bình sinh đứng trước một người lớn không bao giờ tôi lớn tiếng, nhưng hôm nay vì lòng hiếu kính với cha tôi, vì sự yêu thương đối với mẹ tôi, buộc lòng tôi phải có những lời lẽ không được tốt với bà. Xin bà hãy hiểu cho. Nói vậy cậu đây là con của... Tôi là con của ông Minh. Cậu thật lòng kính mến cha lắm hả? Tất nhiên. Cậu cũng hết dạ yêu thương mẹ của cậu chứ gì. Đã kính cha thì phải yêu mẹ. Bà hỏi cũng là bằng thừa thôi. Cậu quả là một người con chí hiếu. Tôi cũng có một đứa con. Nó giống cũng như cậu không vậy đó. Tôi thương nó lắm, nhưng mà tôi không được gần nó. Nhìn thấy cậu tôi lại nhớ đến con của tôi. Nhưng rất tiếc tôi không phải là con của bà. Và lại hôm nay tôi đến đây không phải để nhận những tiếng khen đó. Thì sao vậy? Làm con đối với cha biết kính mến, đối với mẹ biết yêu thương, tốt đẹp vậy cậu phải để cho tôi khen chứ. Nhưng tôi cũng xin nhắc với cậu, ngoài cái việc hiếu thảo đối với mẹ cha, cậu còn phải có cái mối quan hệ đối với bà con ruột thịt chòm xóm nữa đó cậu. Điều đó chưa cần thiết. Mà việc cần thiết hôm nay tôi đến đây là để gặp bà. Qua lời lẽ tôi thấy bà quả là một người có học. Vậy tại sao, tại sao bà không thấy được chuyện của bà làm? Tại sao bà đang tâm phá hoại gia đình và hạnh phúc của người khác? Bà quyến rũ cha tôi, bà làm cho cha tôi ngày đêm điên đảo. Bà làm cho mẹ tôi phải thua buồn khóc lóc. Hay nói đúng hơn là mẹ tôi ghen tức. Hả? Mẹ của cậu ghen tức? Chứ sao? Ức nào mà ức chẳng cay. Gia đình tôi ngày xưa êm ấm bao nhiêu thì bây giờ ba tôi một góc, má tôi một góc, không ai nói chuyện với ai. Hai người cứ
trầm ngâm thâu đêm suốt sáng. Biết chừng đâu giữa ông với bà có một nguyên nhân nào khác nó sâu xa hơn. Không có nguyên nhân nào khác hơn là do chính lão bà. Tôi đã tìm hiểu và quan biết như vậy. Vì thế cho nên hôm nay tôi đến đây, tôi yêu cầu bà hãy tuyệt giao với ba tôi bằng cách là bà phải rời khỏi nơi đây, không được làm ăn sinh sống ở nơi này. Kể từ hôm nay bà dứt đường qua lại với ba tôi, bà phải thu xếp dọn nhà đi cho thật xa, không được do dự chần chờ. Nếu mà bà còn trì quẫn cố tình thì đừng trách tôi chẳng có thứ tha. Nếu như bà nghèo khổ cô đơn, bà có ý oán hận thì tôi sẽ cho bà một số tiền làm lộ quý mà dời chân. Bước đầu gặp mà khó khăn, tôi giúp bà làm ăn lương thiện đàng hoàng, bỏ đi cái thói ông bước qua đường như trước giờ ở đây. Bà hãy nhớ lời tôi đây, số bạc 500 đồng tôi cho bà, hãy dọn đi chỗ khác. Nếu như bà từ chối tìm cách trôi quanh, tôi kỳ hẹn với bà trong một tuần lễ thôi thì bà sẽ biết tay tôi. Tôi lặp lại một lần nữa cho bà nhớ, đây là số bạc 500 đồng tôi cho bà, tôi hẹn bà trong một tuần lễ nữa thôi. Nếu bà còn chần chờ, bà sẽ biết tay tôi. Không, không, cậu không hiểu gì hết, cậu không hiểu gì hết. 18 năm trước, chúng tôi yêu nhau tha thiết, khao khát sẽ nên vợ nên chồng, nhưng không, vì mệnh lệnh của mẹ cha, sự áp đặt trong hôn nhân, đạo lý khắc khe, phần làm con buộc chúng tôi phải tuân theo một cách nhu nhược mù quáng. Tôi đã mất đi cái quyền làm vợ, rồi đã bảo vệ giọt máu đang hình thành trong tôi. Tôi phải âm thầm trốn đi và sinh con trong cảnh đói nghèo túng thiếu. Nhưng sự bần cùng cộng với những bất công, những định kiến của xã hội dành cho bọn đàn bà như tôi, một lần nữa tôi đã mất đi cái quyền làm mẹ. Bà mà là mẹ của ai? Bà điên rồi à? Bà chỉ là một người đàn bà đoan tâm đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Không, không, tôi không phá hoại hạnh phúc của người khác. Tôi rất tôn trọng hạnh phúc của người khác. Nhưng chẳng lẽ suốt cuộc đời tôi phải mất đi cái bổn phận, cái quyền làm mẹ nữa hay sao? Anh! Hả? Em mới tới hả? Dạ, hồi nãy giờ anh chờ em có lâu lắm không? À, không có lâu đâu em à. Ủa, ba má đâu hết rồi anh? Ba má... À, má đưa ba đi bệnh viện rồi em à. Anh nè, ngồi xuống em nói nghe nè. Có chuyện gì đó? Bữa nay á, anh biết em qua đây là có chuyện gì không? Chuyện gì vậy? Ờ, anh biết rồi. Anh biết em qua đây làm chi rồi? Chi? Nói cho em nghe coi. Em qua đây thăm ba má gì phải không? Nhưng mà ngoài cái chuyện thăm ba má xong rồi, anh biết em còn chuyện gì nữa không? Anh biết luôn rồi. Em qua đây à? Để làm chi? Thăm anh phải không? Ôi, anh thì giỡn hoài à. Ủa chứ không thăm ba má rồi không thăm anh vậy chứ em qua đây làm gì? Anh không nhớ hả? Nhớ gì? Bữa trước á. Bữa trước thì sao? Thì bữa trước á. À thôi anh nhớ rồi, bữa trước á phải không? Bữa trước là anh hứa với em là bữa nay đưa em đi chợ sắm đồ cưới gì. Đúng rồi, anh nhớ chưa? Nhớ sao không nhớ? Bây giờ tính sao nè? Nhưng mà cái chuyện đó chưa quan trọng hơn cái chuyện này. Chuyện gì nữa? Em lại đây. Hả? Em lại đây. Anh cho em coi này, đó anh nhìn coi. Đó đây, em đứng đây nè. Em nhìn em thấy gì không? Cái gì? Đó, trước mặt mình nè. Cái gì đâu? Đó, này nè. À, em thấy rồi, thấy kiến phải không? Đúng rồi, em thấy kiến không? Em thấy kiến rồi, em thấy cái gì trong kiến không? Em thấy trong cái kiến đó, cái gì có hình của em với của anh. Đó, đứng sát sát chút nữa coi, à, thấy không? Em thấy trong cái kiến có hình anh với em không? Dễ thương thấy không? Quá sáng trời tình luôn, thấy chưa? Trời ơi, anh nói em nghe nè.
anh định vậy nè, tới cái bữa mà đám cưới đó, rồi anh với em hai đứa mình đứng kế bên gì nè, rồi anh kêu thợ chụp hình nó chụp cho anh với em tắm như chịu không? Thôi, trời không được đâu. Trời đất ơi, bữa đó đám cưới của mình, bà con cô bác tao tới dự đông lắm, tự nhiên ôm nhau chụp hình vậy kỳ quá anh nói. Trời đất ơi, con gái lớn thì đám cưới có chồng người đứng kế chồng chụp có gì đâu mất cả. Nhưng mà em nói không có được đâu, kỳ quá à. Trời đất ơi, thôi trời ơi, con chị hai thôi trời ơi. Đóng đa, đóng đảnh thiệt tình. Anh nói cho em nghe là thời buổi bây giờ người ta văn minh lắm rồi. Nè anh nói em nghe nè, người ta nè ăn cơm Tây nè, người ta nói tiếng Tây nè, người ta ở nhà Tây nè, mà có nhiều khi người ta còn cái gì nữa, người ta còn hôn với Tây nữa. Trời ơi, thôi đi, bộ anh không nghe người ta nói hay sao chứ hả? Ủa? Người ta nói sao vậy em? Anh không nhớ thiệt hả? Ờ. Người ta nói vậy nè, thấy củi khô á thì mau cháy. Củi khô phải mau cháy rồi. Còn lửa rơm thì mau tàn. Mau tàn mình đốt củi vô mình đốt lửa. Coi chừng tim anh nhớ đường vui ban đầu, rồi sau này bạc bèo. Em nói là quan cho anh không à, chưa chi rồi đó. Chứ gì nữa. Anh nói em nghe nè. Em biết không? Biết gì? Nụ hôn ở trong thời qua đi là tia nắng mai xóa tan màn sương đêm, sưởi ấm cỏ cây cho cây thêm xanh. Xanh màu xanh đôi mắt. Anh nói thiệt nha. Vậy á, mà em cứ hững hờ, mặc cho gió đùa lao sao. Anh à, không còn bao lâu sẽ lên vợ lên chồng. Thì em sẽ biết tay anh. Cái gì? Anh làm được cái gì em chứ? Anh có làm vậy lúc đó mà em nhõng nhẽo hả? Rồi em hay giận hay hờn hoài đó hả? Lúc đó anh cho em biết nè. Cái anh ấy tự nhiên ngắt nghéo hay sao đâu à? Giận anh luôn rồi đó. Cái giận, cái giận xíu tự nhiên giận ta. Giận vậy hả? Giận luôn á. Thôi mà đừng giận mà. Anh giỡn với em chứ chút là giỡn thiệt luôn á. Ôi, đợi anh nói nghe nè. Không. Ở đây nè, đứng xa chi không biết nữa, đợi đây anh nói nghe. Hai biểu, tại anh á, tự nhiên anh chọc em, rồi cái tự nhiên nhắc em à, tự nhiên cái anh nhéo em à, anh ghi với em à. Rồi cái tự nhiên em sáp vô anh à. Kỳ qua hôm qua tự nhiên cái anh đuổi em à, ghét em. Bây giờ anh chọc em nữa phải không? Bây giờ chồng nữa phải không? Giận nữa à? Nó giận anh nói em nghe nè, em biết không? Tại vì anh muốn kêu em qua đèn thì anh tính với em chuyện này nè. Anh tính là... Không nói nữa, em nói trước. Nãy xong nói giờ qua cái nghe người ta nói tính cái dành nói à. Em tính gì em nói anh nghe coi. Em á hả? Hả? Sao? Em tính vậy nè ha. Tính là sao? Khi mà hai đứa mình đám cưới xong rồi đó. Ừ. Anh á. Anh sao? Anh với em không có được gây lộn với nhau nữa nha, biết không? Biết. Còn nữa là cái sau đó đó cái anh không có được ăn hiếp em nữa ha. Ăn hiếp biết chưa? Biết. Biết vậy sao nãy anh còn ngắt còn nhéo em nữa. Anh ngắt nhéo là anh giỡn với em thôi mà. Em nghe ông bà từ xưa có câu hả, thương nhau mới cắn nhau đau. Anh mới nhéo đâu cắn đâu à. Thôi cái gì anh cũng nói được hết à. Ê đứng lại. Gì anh vậy? Nói em nghe, quên nữa, cái bữa đám cưới á, anh em đừng có để cái tóc kiểu này nghe không? Sao vậy? Tóc kiểu này giờ nó không có hợp nữa. Vậy chứ em để tóc gì bây giờ? Anh thấy bây giờ người ta chải cái kiểu tóc gì rồi, gọi là tóc cái gì kiểu anh? Kiểu tóc gì? Kiểu phùng ổ gà. Phùng ổ gà là sao? Phùng ổ gà là bên đây nè. Rồi em chải phùng lên một bên đống này nè. Hả? Còn bên đây đó, cái em lấy cái ống của em cuốn nó lên nè. Dạ. Rồi em tém sát bên đây lên, em lấy cái kẹp đó, cái kẹp đen em móc cái tóc em lên ở đây. Đó, cái tóc kiểu đó người ta gọi là tóc phùng ổ gà be bờ đám mạ. Trời ơi, cái kiểu tóc này ngộ ha. Kiểu mới. Được rồi, em sẽ nghe lời anh. Bữa đó bên này em sẽ chải cao cao lên ha. Còn bên này á, cái
em tém nó lên. Sao? Em cuốn cuốn em tém sát nó lên. Rồi em lấy cái kẹp em dắt nó lên hả? Đúng rồi. Trời ơi, cái kiểu tóc này chắc là dễ thương lắm anh ha. Chưa dễ thương nữa đâu. Bây giờ anh nói em nghe á, em phải đi kiếm một cái bông. Cái bông bự bự cỡ này à. Bông kẹp trong đây. Đẹp đây. Ừ. Bông gì? Bông gì mới dễ thương? Bông gì dễ thương? Bông gì anh? Bông giảng thọ. Hả? Trời ơi, anh kỳ quá, tự nhiên để bông giảng thọ. Anh quên không? Bông đợi coi bông. Bông gì cho dễ thương đó nha. Bông gì vừa dễ thương mà vừa rẻ. Bông bụt được em ạ. Trời ơi, tự nhiên ngày đám cưới để bông bụt lên là kỳ tí mồ luôn. Bông gì kìa? Có rồi. Bông gì? Bông lại. Cái em kẹp cái này nè, em để đây cái bông lài. Trời đất ơi, hai đứa mình đứng kế bên chụp hình á, cái mùi bông lài nó thoang thoảng, nó thơm thơm đó. Cái anh đứng kế bên đây, cái nghe mùi thơm, cái em không nghe nó. Trời ơi, anh này tự nhiên cả nghe mà anh kỳ quá. Dạ, chào. Thấy chưa, thấy chưa? Chắc ổng thấy hết rồi. Dạ, chào ông. Dạ. Chẳng hay ông. Dạ, tôi có chuyện đến đây cần gặp thầy. Ông gặp tôi? Dạ. Ủa? Mà ông đi vô ngõ nào vậy? Leo rào. Hả? Sao nhà tôi có cửa có chuông đàng hoàng, ông không bấm là tự nhiên ông leo rào. Ông phải bấm cửa, bấm chuông để coi người nhà có ra tiếp ông không chứ. Ông đang nói chuyện đi đâu vậy? Đi ra bấm chuông. Trời ơi. Anh ơi, chắc ông này ông không có được bình thường rồi. Vô đây còn bấm chuông gì nữa trời. Dạ phải. Dạ. Thôi em à, hay là em vào trong đi, để anh tiếp ổng rồi chút nữa anh ra nha. Em vô trong để anh tiếp ổng hả? Coi chừng nha, ổng á. Anh biết, anh biết. Dạ chào cô. Dạ, chào ông. Dạ chào cô. Dạ. Chào cô. Dạ chào ông. Dạ. Nói nghe nè. Dạ. Sắp cưới nhau nha. Sắp cưới. Chào ông. Dạ chúc hạnh phúc. Dạ, dạ cảm ơn ông. Có trình đụng. Dạ. Dạ xin mời ông ngồi. Dạ cảm ơn thầy, tôi đứng quen rồi, ngồi sợ mỏi chân. Dạ. Ông cứ tự nhiên đi. Dạ nhà của thầy sang trọng, chắc để dành tiếp giàu có sang trọng nên thầy sắm cái bộ salon may rất là sang trọng. Trời ơi, tốt à nghe. Dạ. May tốt à. Dạ, may tốt. Bị vậy tôi ngồi tôi sợ nó nhăn. Ủa? May mà nhăn gì ông? Thầy hiểu lầm câu nói của tôi rồi, ghế bằng may làm sao nhăn được. Tôi sợ nhăn này nè. Trời, mới vô rồi mắt ngỏ rồi. Dạ, xin mời ông uống nước. Dạ, cảm ơn thầy, tôi uống nước lạnh no rồi. Dạ, trước khi vào đề tôi xin hỏi thăm ông Minh là ông thân của thầy á. Sao rồi, bệnh tình hôm rày có thuyên giảm được một chút nào không vậy thầy? Ba tôi á, thì lúc ốm, lúc khỏe. Bác sĩ bảo rằng chứng bệnh này rất là ngặt nghèo. Chỉ mong rằng ba tôi cố gắng bảo dưỡng, chứ nếu không á thì... Buồn thiệt ha. Xin lỗi, ông là ai vậy? Thầy không cần biết tôi là ai. Nhưng mà ông cũng phải cho tôi biết tên ông để tôi về tôi thưa lại với ba tôi nữa. Tên họ của tôi. Dạ. Có lẽ ông Minh không buồn nghe tới đâu. Giả lại tôi đến đây mục đích của tôi là để nói chuyện của thầy chứ không phải chuyện của ông Minh. Ủa? Nói chuyện của tôi à? Ừ. Nói vậy thì ông phải càng cho tôi biết ông tên gì, ở đâu, rồi nhà cửa chỗ nào. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là tôi. Tôi ở nhà tôi. Tôi làm ruộng hết. Trời đất ơi, chắc tôi điên quá. Dạ thưa ông, nhà tôi đang rắc rối, ba tôi thì bệnh ngặt nghèo, tôi thì sắp sửa đám cưới, vì thế cho nên nếu đổi trường hợp ông là tôi thì lúc đó ông sẽ xử sự như thế nào? Tôi sẽ không nghĩ ngợi gì hết, tôi tống cổ ra khỏi nhà tôi ngay nếu ông đó điên. À vậy thì cảm ơn ông. Vậy xin mời. Rất tiếc, còn tôi rất tỉnh. Chứ đâu phải vô cớ mà tôi bước chân vào nhà đây đâu. Ở trường hợp sau nếu tôi mà là thầy thì tôi xin niềm nở ân cần đón nhận những lời chỉ giáo của người ta. Ông nên nhớ có câu ngạn ngữ rằng những điều mình không muốn thì mình đừng bao giờ làm cho người khác khó chịu. Thầy học sách vở ở nhà trường, tôi nó theo cuộc sống ở ngoài đời, chắc mình không hợp nhau. Chắc có lẽ vậy. Lời lẽ quay lại sơ sơ có mấy câu thầy đã có vẻ khó chịu rồi. Ngộ lỡ như tôi làm một việc gì tài trời vô nhân đạo, tôi xúc phạm tới một người khác, người ta không chỉ khó chịu thôi còn ngất xỉu nữa thì thầy tính sao thầy Tâm á? Tôi sẽ chẳng bao giờ dung tha cho những kẻ tàn ác như vậy. Tốt, thằng nhỏ nói câu nghe được ghê ha bay. Tôi muốn biết thêm là bằng lý thuyết hay bằng hành động vậy thầy? Cái gì cũng được. Nếu ông cả gan ăn ở thất nhân thất đức thì lúc đó ông sẽ thấy tôi trừng trị ông. Rất tiếc không phải tỏ bất nhân thất đức đâu. Cái kẻ đó đó chính là... Là ai? Là thầy. Là tôi. Chính là thầy. Có
phải vừa rồi thầy đã dùng tiền bạc thế lực ném vào một người đàn bà, xua đuổi bắt buộc người đàn bà dọn nhà đi thật xa phải không? Phải. Vì người đàn bà đó đã đang tâm phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi. Con, ông làm gì vậy? Làm hết hồn. Phá hoại. Trời ơi, người đã hy sinh hạnh phúc đời mình cho kẻ khác được nguyên vẹn thì bị mạt sát, bị khinh rẻ, bị kết vào cái tội là phá hoại. Còn người gây ra biết bao nhiêu là điểm sai lầm, đáng trách, đáng bị lên án thì được trọng dụng suy tôn. Đời sao có chuyện ngược ngạo quái quăng như thế? Ông nói sai giờ quá, tôi không hiểu gì cả. Đáng buồn trái là thầy chưa hiểu là thầy tâm mình. Chứ thứ con mà chửi cha mắng mẹ, lộn đầu lộn đũa, trời không đánh thánh không đâm, thì trước sau gì ra đường xa hơn khỏi thăm sức khỏe nó. Thầy ông nín đi. Tôi nói chưa hết. Ông cái gì nói đi. Tôi còn nói nữa. Thì ông nói đi. Tôi tiếp tục nói. Vì tôi muốn sự thật phải lọt vào hai lỗ tai của thầy, cho dù thầy không tin, nhưng sự thật sẽ giúp cho thầy biết nghĩ suy cân nhắc. Vì sao có người mẹ khổ đau đành đem con trao gửi cho. Nỗi khổ niềm đau trọng chất lên cao suốt 18 năm trời. Mẹ thì tự trách mình chưa tròn bổn phận nên phải sống âm thầm ở bên lề cuộc sống của con. Xa kể chỉ con dạy dầu lây lất nỗi nhớ thương con mà say sức trong lòng. Nỗi sầu vàng giọt cho cây mà chân thì không dám bước vào nơi ấy một lần. Ông nói gì lạ vậy? Tôi đâu phải là một đứa con rơi. Tôi có khai sinh hẳn hồi do ba má tôi sáng lập. Ông nội, ông ngoại đều thừa nhận. Bạn bè tôi thừa nhận chứ mà. Nhưng mà tôi không thừa nhận. Ông không thừa nhận tệ ông chứ. Tôi với ông là người dân nước lạ chứ mà. Sao? Thầy nói sao? Tôi với thầy mà người dân nước lạ. Chứ còn cái gì nữa? Thầy là người dân, tôi là nước lạ sao? Thầy tâm mà. Tôi không giận, không phiền, không trách thầy cái câu nói đó đâu. Mà tôi thù, tôi ghét cái trò đời. Phải. Tôi ghét nắng, tôi ghét cay, tôi ghét cái trò đời tham sam phụ cho. Cũng vì nó mà cẩu ruột nó biến thành ra nước lã người dân. Còn mẹ của nó, mẹ của nó đã bị đuổi xuống miền chùa. Hay là có người có trí khôn, cần phải biết cân nhắc đâu là tình là nghĩa, cần phải hiểu rõ đâu cội đâu nguồn. Cỏ cây mất từ đất nẻ chui lên, còn thầy là con người thì phải biết tổ tiên ông bà. Thôi bây giờ tôi yêu cầu ông hãy rời khỏi nơi đây. Tôi ba tôi về rồi đó. Tôi chờ trả nãy giờ. Tâm ơi, dạ ba đưa ba con vô nè. Dạ ba. Ba, ba khỏe chưa vậy ba? Ba có Huệ qua chơi đó ba. Dạ, con thưa ba má mới về. Để ba ngồi ở ngoài. Dạ. Dạ. Ở nhà có gì lạ không con? Dạ thưa ba, không có chuyện gì hết ba. Mà có ba. Dạ, có cái ông này nè. Ông vào đây, ông nói ông muốn gặp ba ba. Ai gặp ba? Ông này nè ba. Cậu Tân phải không? Anh còn nhớ tôi sao anh Minh? Mới đây mà gần 20 năm rồi phải không cậu? Gần 20 năm rồi anh. Nhớ hồi nhỏ tụi mình vui quá ha anh. Bây giờ già hết tuổi rồi, thấy mặt anh tôi vui không nổi. Cậu đến hồi nào vậy? Tôi nghe anh bệnh tôi tới tôi thăm hồi sáng sớm. Cậu ngồi chơi. Anh ngồi nghỉ. Không còn hy vọng gì nữa cả. Mình
bệnh tôi không thể nào khỏi. Mình nói mình đừng có nói vậy mà. Vậy bà, bấy lâu nay mình hết sức thương yêu tôi, mình cực khổ lo cho tôi nhiều quá. Khi tôi chết, mình hãy tha thứ cho những điều sơ sót. Mình Huệ con, dạ. Con đến thăm ba có chuyện gì không con? Dạ thưa ba, ba má con bảo con qua đây thăm ba. Nghe nói ba bệnh nhiều, không biết là ba có quản ngày đám cưới của chúng con không? Ôi đông đủ như thế này mà thiếu mặt một người, cầu tân, cầu tân ơi, chắc là tôi không thể sống được rồi. Ba ơi, canh tàn bất lụng tiên, nhớ ai thêm ngầm cuộc đời nhiều năm qua. Tội mình đã gây ra, phút giây từ giá coi trần gì mà nhắn mặt ai kia. Ôi đau đớn vô cùng, tấm chung tình nào phai. Cầu tân, cầu làm ơn đến nhà chị cầu, cho cặn kẽ câu nói tôi mời. Mong sao đủ mặt mọi người để có lời đồng. Tại sao chị cậu lại bỏ đi? Tại vì người ta đã dùng tiền bạc thế lực cấm không được gặp anh và phải dọn nhà cho thật xa. Ai, ai có quyền như vậy? Phát tâm đi! Phát tâm! Ôi, con lầm rồi! Trời ơi, chết tôi rồi! Bơi, ba đang bệnh mà bơi. Thưa ông, nhà tôi bệnh nặng, quan thầy cấm nói nhiều. Ông tới đây đã lâu, xin mời ông về cho. Mình ơi, mình đừng nói vậy mình... Đừng nói vậy mà. Cậu Tân mình... Vợ tôi vì quá lo cho tôi mà chưa biết cậu đó thôi. Cậu đừng giận tôi nghe cậu Tân. Hồi đó không biết, giờ biết làm chi em. Cậu Tân. Chị Minh, chị nói đúng, tôi về. Không, cậu ơi, cậu đừng bỏ tôi gian cậu. Cậu hãy cho tôi gặp chị cậu lần cuối cùng. Anh muốn gặp chị tôi ngay bây giờ nghe câu. Ngay bây giờ. Tôi giúp anh liền. Mình à, mình uống miếng nước cho khỏe đi mình. Anh mệt lắm mình. Mình. Bye ba. Có ai gửi quà cho ba nè ba? Đưa cho ba coi con. Đây nè ba. Chim quyên hương. Quyên hương ngấn lệ đỏ
một sự thật không phải to ngà bài. Ba, mời nói mà ba đừng nghĩ đi ba. Ba nghĩ đi ba. Huệ con. Dạ. Con về con nói với anh chị ở bên nhà là má không quản ngày đám cưới của hai con. Dạ. Con ơi yên tâm nghe con. Dạ. Ba ơi, con xin lại ba má. Con xin ba má hãy cho con ở lại đây để con săn sóc cho ba. Huệ à, đây là ý của ba con. Con hãy đi về đi, kéo anh chị ở bên nhà trông với con. Huệ à, về đi con. Em về trước đi. Thưa ba má, con về. Đi đi em. Mình ơi, mình nghĩ cho khỏe đi mình. Mình ơi, tâm con. Dạ, có con nè ba. Con lại ngồi gần ba. Con nè ba. 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 Mình ơi, còn giây phút ngắn ngủi này, mình cho tôi nói với mình và con một sự, một sự thật nào lòng mà tôi không dám nói từ bấy lâu nay. Khổ nỗi sự thật càng vô kinh, niềm đau nó càng dài dò chồng chất. Mình ơi, gần 20 năm nay, bổn phận vợ hiền mình đối với tôi rất là trọn vẹn, còn tôi đối với mình quá hờ hững lạnh lùng, nhất là từ những ngày thằng Tâm nó chập chững bước đi. Mình vui sướng reo mừng, mình vuốt ve nâng niu, trong khi đó tôi lại liên tưởng đến một nơi xa xôi nào đó có một người đàn bà âm thầm đau khổ. Mình ơi, nỗi khổ đau kia chính tôi là người gây nên, tội tôi đã quên lời hẹn ước mà vọng phụ một mối tình. Trong khi tôi vui duyên mới, người ta phi rời bỏ gia đình. Kết quả của những ngày yêu đương nằm thâm, khi tôi trở lại quê nhà thì nàng đã mang thai. Đi tranh với cha mẹ những lời mai mỉa tiếng tai, người ta phải thầm con đi chờ ngày sinh nở. Mưa nắng dài dòng thân gái bơ vơ, đôi lạnh giữa chờ đời với bao nhiêu điều cay đắng. Rồi đứa bé được sinh ra trong một cảnh đời chật vật thiếu thốn tư bề, bất ngờ cha nàng tìm đến bảo nàng thu xếp giao con được theo ông trở về. Vì mẹ nàng đánh cơn hấp hôn, nếu không về nàng sẽ mang thêm tội bất hiếu vì mẹ cha. Còn cô giữ nuôi con thì không còn đường nào sinh sống. Đứng trước một cảnh tình trái ngang khó xử, rồi nàng tìm đến vợ chồng mình vào một buổi chiều. Giáng sinh mình nuôi dùm đứa trẻ, nàng gạt nước mắt mà trở lại quê nhà. Xóm hôm cận kề phụng dưỡng sống thân, mà lòng canh cánh nỗi nhớ thương con trẻ.
mình săn sóc thành tâm một bước không rời. Tôi vì lẽ riêng mà không dám nói. Mình ơi, bấy lâu nay mình cứ đinh ninh thành tâm nó là con nuôi của chúng mình, chứ mình chưa biết đâu nó là con, là con ruột của tôi. Ba, ba ơi, ba nói về đứa trẻ đó là con của ba. Vậy ba, ba ơi, chịu thật là sao ba? Ba, đúng rồi, mà nhớ lại có một thiếu phụ cảnh tình bi đát đến giao con cho ba mà nức nở nghẹn ngào, để rồi biệt biệt thương đau mười mấy năm trời không thấy vàng lấy. Ngày tháng trôi qua mà hủ hỉ bên con, má có được một nguồn vui bất tận. Con ơi, có nhiều đêm vui chẳng hiu quạnh, má áo có một đứa trẻ để nuôi dòng. Vì hiếm hoi cái cưới vợ lẽ cho chồng, bởi cái câu bất hiếu hữu ta muôn đời ràng buộc không thể nào chối cãi. Nhờ có con má sống cạnh chồng chung vợ già, và má được hạnh phúc đến ngày nay. Nào ngờ chung quanh con là những vườn khúc trái ngang, mà giờ đây ba con thì bài giai tân tương. Mình đợi nghe những lời mình phân tỏ, em vừa tuổi lại vừa thương. Tôi thân em sao đến vào hoàn cảnh đơn thiếu, thương cho người bạn gái đồng hồi đồng. Từ lâu em tưởng mình mãi mê theo một bông sắc nào mà lạnh nhạt thế. Em tuổi buồn vì nghĩ mình bạc phước, nào ngờ còn có người bạc phước hơn em. Sống giữa bốn bức tường sáng cả, em đâu thấy được bên ngoài còn lắm nỗi khổ đau. Mình mang nặng u uất trong lòng, giờ chút càng xin hài an tâm mà tình dương. Mỗi chúng ta đều có niềm thiếu đau khổ, mình cùng cảm thông mà san sẻ với nhau. Tâm con, dù con là con nuôi nhưng má vẫn xem con như là ruột thịt. Phần con tình mẫu tử sau bao năm tháng cách xa, coi tìm tả lối xuất má con về sống hòm, để chung quanh con còn có những tình thương cùng dìu dắt con bước qua. Tâm, người đàn ông khi nãy chính là cậu ruột của con. Thầy Tâm, thầy là người có trí khôn, cần phải biết đâu là tình là nghĩa, cần hiểu rõ đâu cội đâu nguồn. Có cây mới từ đất nẻ chui lên, còn thầy là con người thì phải có tổ tiên ông bà chứ. Còn người đàn bà đã bị con xua đuổi chính là mẹ ruột của con, đã tặng cho con cặp áo rồi mà không dám đề tên. Con đuổi mẹ với sự bần cùng cộng thêm những bất công, những định kiến của xã hội dành cho phận đàn bà như tôi. Một lần nữa tôi đã mất đi cái quyền làm mẹ. Cõi nguồn xưa đau khổ mẹ con đã cưu mang, rồi sanh con ra trong cành cơ. Bao nhiêu tuổi nhục đăng cai, đè nặng là đôi vai của
ngày dài đêm tối, mỗi một ngày qua là tiếp nối một mối sầu thương. Hiếu và tình đôi ngã vẫn như mẹ cũng đã hy sinh cho trước sao được còn nhau. Vậy mà nỗi khổ đau kia còn nào đâu thấu hiểu, dù có chăng rẽ tình tay bạn lặng lời. Ba ơi xin ba hãy tha tôi cho một đứa con ngu dại dối dàng trong cách nghi, để cho mẹ con phải thêm buồn thêm khổ. Ba ơi ba giận lòng ma của con với tất cả nỗi lòng yêu thương tình cảm. Ma đã dưỡng nuôi con bằng tình thương yêu thiều mến, bằng cả một cuộc đời đau khổ. Ma đã bao bọc dưỡng nuôi con bằng tình thương nhân nghĩa, bằng cả một cuộc đời sẵn tờ biển cả non sâu. Trong trái tim con giờ có tới hai người mẹ, công sanh công dưỡng sanh dưỡng đạo đồng. Bôi tất cả nỗi niềm ẩn khuất nay đã được cảm thông, vậy con xin ba hãy an tâm mà tĩnh dưỡng tinh thần, rồi con xin phép má đi tìm mẹ để con được cẩn trề phụng dưỡng sống hồn. Mình ơi, con đã nói như vậy mình vừa lòng chưa mình? Mình ơi, mình ơi, nghĩa vợ chồng. Mình ơi, mười mấy năm không mặn nồng, gió xuôi mà nước chảy ngược dòng. Mình cảm thông bằng tất cả tấm lòng. Tâm khổ ba, con nhớ lời ba dặn ba liệt tần, dù cho vật đổi sao dần. Dân một lòng hiếu thảo cho trọn vẹn thương sao. Thôi ơi quyền ương hiếu hoành lẻ loi trong gió sương, ai gây cánh đoạn đường phải thét gào tê lương. Tính toán cho riêng mình. Anh ơi, đã giết chết bao mối tình, gây ra bao cảnh tàn thương. Bây giờ con gặp được mẹ rồi thì ba con đã